Hứa được biết đến quý nhân Hồng Ngọc đã cho Nguyên Hứa biết đến một cái cơ hội tuyệt vời này. Và để không làm mất nhiều thời gian của các anh chị, thì Nguyên Hứa xin giới thiệu đến các anh chị một cái mô hình kinh doanh online toàn cầu đến từ quốc gia sư tử vàng Singapore, công ty có tên là Magic Bài. Các anh chị cho em mấy phút để em share màn hình nha. Dạ, các anh chị đã thấy màn hình chưa ạ? Chưa thấy ạ. Dạ, cho em một phút nhé. Đấy rồi đây. Đấy thôi. Xin cảm ơn giảng viên ạ. Dạ, rồi em cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Em cảm ơn mọi người. Vâng, và công ty mà em muốn giới thiệu đến ngày hôm nay là công ty Magic Life. Magic Life được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là cuộc sống vi diệu, mang đến phú quý từng gia đình, mang đến sự thịnh vượng và cũng như sức khỏe tài chính. Ngày có thể thu nhập hàng chục triệu. Công ty Magic Life ra đời vào năm 2014 và trụ sở chính được đặt tại Singapore. 2015 thì công ty tiến vào Malaysia. 16 thì công ty có mặt tại Đài Loan. 17 thì có mặt tại Hồng Kông. Và năm 2019 thì có mặt tại Indonesia. Hiện tại thì trên màn hình các bạn sẽ thấy 5 quốc gia mà công ty đã có mặt. Nhưng mà công ty đã phát triển trong năm vừa rồi thì có thể đã phát triển cũng như có mặt trên 32 nước. Hiện tại thì Nguyên Hứa đang ở Mỹ và ở tại nơi đây thì các chị em ở Mỹ cũng phát triển về cơ hội sức khỏe này rất là mạnh mẽ. Và các bạn cũng đây là hình ảnh mà các bạn thấy trên màn hình, đó là trụ sở chính của công ty tại Singapore. Còn đây là trụ sở chính của công ty tại Indonesia. Công ty cũng mục tiêu của công ty hiện tại thì phát triển có thể là muốn đi tới 100 nước và hơn nữa trên toàn cầu. Công ty có mặt tại rất là nhiều quốc gia và đây là trụ sở chính của công ty tại Đài Loan, Taipei. Các bạn thấy ở đây là có những cái gương mặt rất là quen thuộc. Đây là đồng đội cũng như là những người mà những cánh tay nối dài và cũng như là những cái người mà đội nhóm của Nguyên Hứa ở tại nơi đây. Đây là trụ sở ở lại tại Malaysia. Vâng, và ở đây á, thì em muốn nói đấy là công ty mình hoạt động theo kinh doanh mô hình kinh doanh online toàn cầu. Đó là một cái mô hình mà rất là vi diệu. Thần kỳ ở cái chỗ là chỉ cần với một cái laptop, một cái iPad hoặc một cái điện thoại mà có kết nối Internet thì các bạn dù có ở nơi đâu, ở múi giờ nào thì các bạn cũng có thể chia sẻ, kết nối cũng như lan tỏa cái cơ hội phát triển về sức khỏe này. Và công ty kinh doanh hoàn toàn hợp pháp và phát triển rộng rãi trên khắp thế giới. Đây trên màn hình các bạn thấy đó là giấy phép kinh doanh của công ty được dịch ra tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếp theo đó là những cái giải thưởng mà công ty đã được nhận được trong những năm vừa qua, 2015, 2016 và 2017. Công ty liên tục được những giải thưởng
là mệnh danh là công ty phát triển mô hình phát triển thông minh và mô hình phát triển là tân tiến nhất Đông Nam Á cũng như châu Á. Và công ty cũng được các sóng truyền hình của các quốc gia như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Malaysia đưa tin, kể cả những kênh truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc cũng loan báo và đưa tin. Thì theo như em được biết thì luật ở Malaysia và Singapore rất là nghiêm khắc, và những cái thông tin mà người ta đưa lên mà truyền hình, sóng truyền hình TV thì phải đúng sự thật. Cho nên là sự loan báo về công ty rất rất là chỉnh chu. Tiếp theo thì các bạn có thấy là báo chí của rất là nhiều quốc gia cũng đưa tin về công ty cũng như là những người thành công của công ty. Thì trên màn hình các bạn thấy là một người phụ nữ xinh đẹp, đó là cô họ Vương. Cô này thì có thu nhập 3 tỷ 8 một ngày, một cái thu nhập rất là ấn tượng phải không các bạn? 3 tỷ 8 một ngày. Anh có mặt một cái người đàn ông tiếp theo thì ông ta làm một chủ doanh nghiệp của một chuỗi nhà hàng ẩm thực và đã đổi sang làm về lĩnh vực sức khỏe ngay khi mà tiếp cận với công ty. Thì ông ta cũng được lên báo, báo chí của Đài Loan đưa tin rất là nhiều về người này. Đây hình ảnh cô họ Vương. Cô này là có thu nhập khủng 3 tỷ 8 mỗi ngày và đã viết sách cũng như là được bán sách về công ty rộng rãi trên khắp toàn cầu với một cái khẩu hiệu là ngày thu nhập 10 triệu. Và trong vòng một thời gian ngắn, trong vòng có 9 tháng thôi, thì cô này đã có thu nhập là 8 tỷ tiền Việt. Và các tạp chí, báo chí vẫn là đưa tin cô này rất là thường xuyên. Các anh chị thân mến, thì công ty đi tới đâu thì cũng nhận được một sự hưởng ứng một cách là nhiệt liệt toàn từ các công dân toàn cầu, mà không riêng gì người Việt mà tất cả những người bản địa của tất cả các quốc gia đã rất là hưởng ứng, tạo nên một cơn lốc về tài chính cũng như là sức khỏe. Thì những người mà đã được trải nghiệm sản phẩm mà không bán ra thị trường hiện tại đã tạo nên những cái cơn lốc về sức khỏe tài phú đến từ từng gia đình. Cho nên nó đã được nằm trong tầm ngắm của rất là nhiều người, chẳng hạn như là vợ tổng thống Obama hoặc là những chính trị gia khác, họ đều được nhìn thấy được những cái điều thú vị cũng như là rất là tuyệt vời tại nơi đây. Sản phẩm vừa an toàn và cũng có cảm giác, luôn luôn có cảm giác là có một cơ hội được trải nghiệm mà không cần phải mất nhiều kinh phí gì. Vậy thì những sản phẩm này là những sản phẩm gì mà công ty muốn gửi đến cho cộng đồng được trải nghiệm? Ở đây thì công ty có bộ ba tam bảo. Vậy bộ ba tam bảo là gì? Thì hôm nay em Nguyên Hứa xin mời chuyên gia về sức khỏe thầy Phạm Văn Yên đến từ Việt Nam sẽ là người chia sẻ chính về bộ ba tam bảo này. Xin mời các anh chị hãy đưa những trái tim yêu thương lên màn hình để mình chào đón, hoan nghênh cũng như là hân hoan chào đón thầy của chúng ta, thầy Phạm Văn Yên sẽ chia sẻ những thông tin về bộ ba tam bảo này ạ. Thưa thầy, em mời thầy. Thầy ơi, micro của thầy bị đóng rồi ạ. Dạ, xin chào tất cả các bạn. Cho mình xin những cái trái tim rất là hồng đỏ để tỏ lời cảm ơn của mình đến cả nhà nhà mình trước, sau đó là cảm ơn đến hai MC của chúng ta. Rồi rất cảm ơn các bạn tương tác, cũng là tương tác thầy là chào thầy. Trước khi vào chương trình ngày hôm nay, mình muốn nhờ bên bạn Hồng Ngọc sẽ chiếu cho mình lại cái khúc về đại tràng của bác sĩ Chushima của Nhật Bản ấy.
Không có tiếng ạ. Đây cũng là tật hệ thất vừa xem tương đối nghiêm trọng. Đây là đường ruột có một loại mất tiếng rồi. Chúng ta có thể nhìn trên màn hình có những cái dòng chữ minh họa. Đường ruột. Đây là đường ruột của một người ung thư phổi. Nhìn thấy rất dơ. Từ giờ phút này, đường ruột sẽ hấp thu các loại độc tố, cuối cùng sẽ làm cho gan càng thêm mệt mỏi. Vì phải cố gắng để giải độc. Khi tích tụ nhiều phân như vậy, sức khỏe thân thể sẽ trở nên thế nào? Như vậy. Đây là một người đàn ông Mỹ 37 tuổi. Ông ta là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Ông ta ăn rất nhiều thịt lúc còn trẻ và một ngày uống khoảng 2.000cc sữa bò. Hậu quả là trở nên thế này. Hình ảnh ruột như vậy có thể mắc phải bất cứ bệnh ung thư nào. Đây vẫn là hình ảnh cho đường ruột dơ bẩn. Ông ta cũng là bệnh nhân ung thư. Nhưng là ung thư gì thì tôi quên mất rồi. Vi khuẩn trong đường ruột được cân bằng thì hình ảnh trong đường ruột sẽ tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta không ăn uống điều độ, không chịu uống nước thường xuyên, cần phải cải thiện ăn uống toàn diện, uống nhiều nước, hình ảnh viêm loét đại tràng. Nhìn hình ảnh là biết bệnh rồi. Không cho người bệnh này uống sữa bò, cũng như các sản phẩm từ sữa. Không ăn thịt và chỉ ăn chay. Sau khi đã cải thiện được ăn uống của ông ta thì cho uống nước chất lượng tốt. Một số hình ảnh về đường ruột quý vị. Rồi chào các bạn. Giờ chúng ta xem qua cái clip nói về cái trong clip nói về đường ruột, mà thực ra là cái đại tràng. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ các bạn về cái bộ ba tam bảo. Nói bộ ba tam bảo thì lại nói hơi bị sai một tí. Tức là nói là bộ tam bảo. Đã ba rồi thì không còn tam nữa. Tức là ba sản phẩm chủ lực hiệu quả và có tính cách mạng cao ở công ty Masterline thì nó chính là gì? Chính là cái bộ tam bảo để giúp cho bất cứ người nào có duyên, có phúc được sở hữu nó. Thế thì tại sao mà lại nói gọi là tới được mệnh danh là tam bảo như vậy? Thì trong chương trình ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về ba sản phẩm này. Tuy nhiên, những bạn nào mà có nhu cầu tìm hiểu thì cái chương trình ngày hôm nay chỉ nói một cách sơ lược, còn độ thần kỳ của nó như thế nào, chi tiết ra làm sao, từ góc cạnh hóc ác nào thì các bạn phải cần thêm thời gian nữa, chứ không thể nào chia sẻ trong một buổi như thế này được. Hôm nay mình chỉ nói một cách rất là khái quát. Thế thì trước khi nói về ba sản phẩm này ấy, thì chúng ta thống nhất ra một điều là con người ta bệnh từ miệng mà vào và họa từ miệng mà ra. Và trong thời buổi mà kinh tế và khoa học kỹ thuật nó quay cuồng, nó nhanh như thế này, cuộc sống quay vòng rất là nhanh như này, thì bệnh cũng từ miệng mà ra cũng có nữa. Những cái đó gọi là gì? Tâm bệnh đấy. Vậy thì theo tổ tiên ông bà để lại là bệnh từ miệng mà vào. Khi con người ta mắc bệnh thì có tới 70% là tâm bệnh và 30% là thân bệnh. Tâm bệnh
nó cũng thể sinh ra thân bệnh. Cho nên ấy, cái chăm sóc sức khỏe chúng ta cần một cái trạng thái cơ thể phải cân bằng. Cân bằng đây là cân bằng đủ mọi góc độ, đủ mọi khía cạnh, chứ không có nghĩa là gì cân bằng một yếu tố nào đó. Và con người ta cũng giống như là tất cả vạn vật ở trong cái vũ trụ bao la này là đều do tạo hóa sinh ra, hoặc là nói một cách chuẩn chỉ hơn là đều có nguồn gốc sinh ra từ tạo hóa. Cho nên bắt buộc phải tuân thủ theo những quy luật của tạo hóa, hay người ta gọi là quy luật khách quan, quy luật tự nhiên. Thế thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta để ý đầu tiên đến một cái quy luật rất đơn giản ở con người. Thứ nhất là quy luật cân bằng. Cũng giống vạn vật thôi. Vạn vật, tức là mọi sự vật và hiện tượng chỉ tồn tại vững bền ở trạng thái cân bằng. Đó là quy luật thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi ở chỗ nào đó của cơ thể chúng ta mà mất vệ sinh, hay của nó hoạch tuẹt ra là nó dơ bẩn, thì chỗ đó sẽ lập tức mắc bệnh. Ví dụ như làn da của chúng ta mà 10 năm ngày không tắm thì chắc chắn là ghẻ là hắc nào. Nói thật với các bạn, ngày xưa mình bị cái này nhiều lắm. Ngày đó mình đóng quân ở trên biên giới, 10 năm ngày lên chốt là không có tắm, không có đánh răng, không rửa mặt. Làm gì có nước đâu. Nước để ăn còn thiếu nữa. Cho nên là khi xuống chốt ấy, nó thật các bạn thôi, nó ghẻ lở thì nó ghê gớm lắm. Người cành càng trông cứ như là trông rất là sợ luôn. Đó, nó ngứa kinh khủng luôn. Thế mà chúng ta không vệ sinh răng miệng chắc chắn là bệnh về răng miệng, mà chúng ta không vệ sinh đầu tóc chắc chắn là nấm tóc. Đó. Thế điều đó là những cái biểu hiện bên ngoài chúng ta cảm nhận thấy thôi. Nhưng mà ở bên trong cơ thể chúng ta, từng tế bào một, ở các nội tạng một, nó có dơ bẩn không? Xin thưa là rất bẩn. Người Bắc là bẩn, mà người Nam kia là rất là dơ đấy. Tại sao nó lại dơ bẩn như vậy? Nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà hôm nay chúng ta có thể vạch ra một số cái nguyên nhân. Thứ nhất là do chúng ta lạp những cái thứ ăn vào trong cơ thể. Những thứ đó bây giờ nó bị nhiễm độc rồi, cái đó không ai, không cần phải nói nhiều ai biết. Rồi không khí bị nhiễm độc, nước bị nhiễm độc, rồi môi trường chúng ta tiếp xúc cũng bị nhiễm độc, cho nên độc rất nhiều. Nhưng những cái độc đó là độc ở bên ngoài tác động vào, còn cái thứ độc ở trong người tự sản sinh ra. Đó là gì? Những cái chất độc mà chất thải chúng ta thải không ra, hoặc là ra chậm quá, thì nó này, chất thừa đấy, nó tác động ngược trở lại. Ví dụ như những người táo bón, những người 3-4 ngày mới đi cầu một lần thì chắc chắn là sẽ bị nhiễm độc toàn thân luôn, và trong đó nhiễm độc lão là nặng nhất. Cho nên những người đó là đau đầu kinh niên, không có tài nào mà chữa được. Chỉ trừ trường hợp khi nào mà thông được cái lỗ hậu môn thì lúc bây giờ cái đau đầu nó mới hết. Nhưng mà khổ nỗi là khi đau đầu đấy, cứ toàn đi mua thuốc paracetamol mới hoạt dương não uống thôi, cho không hết được. Vấn đề thứ hai nữa là ở trong nội tạng đấy thì trạng thái tâm lý không tốt nó cũng tự sản sinh ra chất độc. Chúng ta có khoảng vài chục ngàn tỷ cái nhà máy, có vài chục ngàn tỷ tế bào đấy, mà nó chuyên sản xuất ra có thể là độc dược và cũng có thể là thần dược. Độc dược hay thần dược là do tần số dao động năng lượng nó quyết định, và tần số dao động năng lượng đó nó quyết định bởi gì? Bởi trạng thái cảm xúc của chúng ta. Thế thì cái điều từ bên ngoài tác động vào, thì mình muốn nói đến cái đại tràng. Đại tràng của chúng ta đấy là một cái bộ phận cực kỳ quan trọng, mà nó có cái nhiệm vụ cực kỳ lớn. Nó không đơn giản chỉ là nơi dẫn chất thải, chứa chất thải và tác thụ, mà nó còn là gì? Nó là một cái tổ hợp công nghiệp chuyên sản xuất ra các axit amin, vitamin và khoáng chất. Và các bạn thừa biết là axit amin, vitamin khoáng chất nó quan trọng với cơ thể ta cực kỳ như thế nào rồi. Thiếu nó là chết ngay vào luôn. Bởi vì sao? Ít nhất là chúng ta chỉ cần thấy có hai cái tác dụng thôi là chúng ta thấy rồi. Chỉ cần hai tác dụng thôi nhé, chứ chưa cần hết của nó đâu. Tác dụng thứ nhất của nó là gì? Là bà nao công để dọn dẹp cho tế bào. Thứ hai, nó là cái chất xúc tác để duy trì vô số những phản ứng sinh hóa trong cơ thể chúng ta. Mình chưa nói đến vấn đề là gì, cấu trúc của tế bào. Cấu trúc của tế bào, nhân tế bào, nó cũng cần đến cái thứ này. Thế chỉ cần như thế thôi là chúng ta thấy là quan trọng lắm rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó thì đều được sản xuất ra ở đại tràng. Và có một cái quy luật nữa là đối với con người chúng ta đấy, những cái gì
mà cơ thể nó sản xuất ra thì nó thụ rất tốt. Còn những cái gì không tuân thủ theo quy luật tự nhiên mà chúng ta áp dụng bằng hóa chất ta đưa vào thì nó có xu hướng đẩy ra, nó không thụ không tốt đâu. Mình lấy ví dụ như là trong có rất nhiều thực phẩm mà giàu vitamin B1, giàu lắm luôn, ví dụ như là gạo lứt chẳng hạn, thì mình không phải bảo các bạn ăn nhiều, nhưng mà các bạn thử ăn một bữa thật nhiều đi, các bạn đi tiểu không ra mùi vitamin, nhưng mà các bạn chỉ cần ra uống 2 viên B1 thôi, hoặc B1 to to uống 1 viên này, thì chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau các bạn đi tiểu là thấy mùi vitamin B1 bốc lên này, đi ra tiểu luôn đó. Thế là cái đại tràng làm sao mà nó quan trọng như vậy? Nó quan trọng như vậy thì đúng rồi đấy, mà tại sao nó liên quan đến tất cả các bệnh? Cho nên chúng tôi thường gọi đại tràng là nơi là nguồn gốc xuất xứ của hầu hết các loại bệnh. Và gần như 100% những bệnh nhân ung thư đều có nguồn gốc xuất phát từ đại tràng. Cho nên giáo sư Lương Y Nguyễn Hữu Khai ông có nói rằng nếu như bạn muốn sức khỏe tốt, nếu như bạn không muốn bị ung thư thì cái điều đầu tiên tôi khuyên là hãy thương ngay 2 miếng đại tràng. Đó. Bởi vì đại tràng là nơi sản xuất ra các chất amin, vitamin, hóa chất. Đó là một cái chức năng cực kỳ quan trọng. Cái chức năng cực kỳ quan trọng thứ hai nữa, mọi hoạt động ở trong cơ thể, đặc biệt nhất là trong hệ tiêu hóa, mà dinh dưỡng của chúng ta muốn hấp thụ tốt vào trong hệ thống để nuôi cơ thể được, để mạch máu được, thì phải cần có năng lượng. Cần năng lượng. Thế cái năng lượng đó, bộ phận nào cung cấp? Xin thưa các bạn, trong người ta có 2 bộ phận chuyên sản xuất ra khí nóng. Đó là gì? Đó là tuyến thận. Thận là vừa khí nóng vừa khí lạnh nha các bạn. Là thận và gì? Và đại tràng. Cho nên đại tràng còn là một cái nơi chuyên cung cấp năng lượng cho cơ thể ở cái dạng nhiệt năng. Cho nên máu đi qua ổ bụng chỉ được hâm nóng lên đấy. Thế mà cái nhiệt năng này mà không đủ thì chắc chắn là dinh dưỡng không đủ tốt đâu. Không đủ tốt đâu. Cho nên là khi nghiên cứu về phía đông y đấy, các bác trong phòng Zoom hôm nay thì các bác thừa biết rồi là gì, nếu như mà thượng thận mà yếu thì ảnh hưởng trực tiếp đến đến tiểu tràng, tức là ruột non. Bởi vì ruột non cần rất nhiều gì, hỏa khí để hấp thụ năng lượng, hấp thụ dinh dưỡng, tức là đưa chuyển dinh dưỡng từ ruột non vào máu đấy đó. Thế đại tràng chúng ta cũng sinh ra cũng từ khí nóng hay hỏa khí đi nha. Vậy thì nó làm gì để nó sản xuất ra? Nó lấy cái gì để sản xuất? Xin thưa các bạn, ở trong đại tràng của chúng ta là có khoảng từ 60 mà thậm chí lên tới 120.000 tỷ cái nhà máy thường trực sản xuất những cái thứ cần thiết axit amin, vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Mỗi một nhà máy đó chính là một con vi khuẩn đấy, hay chúng ta gọi là lợi khuẩn. Cái tỷ lệ lợi khuẩn ở trong đại tràng chúng ta nó chiếm khoảng 85% là lý tưởng. Còn 25% nữa nó là hại khuẩn. Đó là còn những người mà cái tỷ lệ hại khuẩn nó cao ấy, là đại tràng không có tốt. Vậy thì những vi khuẩn lợi khuẩn trong đó nó sản xuất ra cái thứ ta cần rồi. Vậy là sản xuất bằng cách nào? Nó lấy gì để sản xuất? Xin thưa, nó lấy chất xơ để nó sản xuất. Chất xơ mà chúng ta ăn vào đấy, chúng ta ăn vào, chúng ta uống vào đấy, nó sản xuất. Bởi vì sao? Khi chất xơ đến đại tràng thì vi khuẩn sẽ ra tiếp cận với chất xơ này, nên nó tiêu hóa bằng cách nó lên men. Mà trong quá trình lên men đấy, các bạn hình dung cho nó dễ hình dung, nó như người ta uống rượu á, người ta đưa men vào cơm rồi để ủ lại, rồi bắt đầu nó lên men. Men là vi khuẩn đấy, là tổng hợp vi khuẩn đấy, nó lên men, nó biến gì, biến tinh bột chuyển sang đường, đường chuyển sang rượu, rượu để lâu quá thành axit luôn. Thế thì vi khuẩn ở trong đó nó cần chất xơ. Vậy thì chúng ta đã cung cấp hàng ngày, chúng ta đã cung cấp đủ chất xơ cho nó hay chưa? Và cung cấp đúng cách hay chưa? Xin thưa, đại đa số là vừa thiếu và vừa không đúng cách. Nó thiếu ở chỗ nào? Nó thiếu ở chỗ là cái nhu cầu về chất xơ đối với một con người, đối với đàn ông là từ 30 đến 35 gram, còn phụ nữ là từ 25 đến 30 gram. Các bạn có hình dung ra cái củ sắn ở miền Nam kêu củ sắn, mà ngoài Bắc kêu củ đậu á. Cái củ đó nha là 95% là nước. Cho nên đấy, còn lại 5%
là chất xơ này và các chất khác, cho chúng ta tưởng chừng chúng ta cả một nhà làm một cái dĩa rau cũng thấy khá khá, tưởng đủ không đủ đâu. Thứ nhất là chúng ta ăn thiếu chất xơ, và thời đại kinh tế càng ngày càng trù phú, càng ngày càng khá lên thì người ta lại thiên về thịt, ít ăn rau củ quả hơn. Trong bữa ăn thịt, cá, trứng là gì? Là chủ lực. Còn rau nên này là thứ yếu. Thế thì cái này là rõ ràng là gì? Rõ ràng là do thiếu một cái nhận thức, cho nên là chúng ta không cung cấp đủ cho nó. Không cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể cũng đồng nghĩa với cái chuyện là không cung cấp đủ nguyên liệu cho cái tổ hợp công nghiệp này, nó sản xuất ra các acid amin và vitamin khoáng chất. Đó. Vấn đề thứ hai là chất xơ chúng ta đưa vào thì nó có một cái nguy hiểm là chỗ ở chỗ nào, là chúng ta nhai ẩu. Tạo hóa trang bị cho biên chế cho chúng ta là 32 cái răng thì cũng có người đủ 32 chiếc, cũng có người hạng thấp cũng 28 chiếc, nhưng mà biên chế là 32 chiếc. Có người thì mọc sớm, có người thì đến già mới mọc ở cái thằng khôn đấy. Thì tạo hóa ý muốn nhắc chúng ta biết này, tao cho mày biên chế như vậy thì mày nhai mỗi miếng thì mỗi một cái răng cũng phải được nhai một nhịp, tức phải nhai 32 nhịp cho một miếng. Thì chúng ta thử xem, chúng ta nghiệm xem chúng ta đã nhai đủ chưa. Ít nhất cũng phải 32 nhịp, hoặc càng nhiều hơn thì càng tốt. Để làm cái gì? Để hóa lỏng thực phẩm. Thứ nhất, để hóa lỏng thực phẩm. Thứ hai là để gì? Tận dụng enzyme tiêu hóa. Tức là chúng ta nhai nhiều thì enzyme nó mới tiết ra, tức là nước bọt đấy. Nó thần dược các bạn. Nước bọt chúng ta là thần dược đấy, chứ không phải chuyện đùa đâu. Nhưng mà chúng ta nhai không kỹ, thành thứ là chúng ta không tận dụng được cái nguồn năng lượng này, không tận dụng những thần dược này. Và nhai không kỹ như vậy thì cái chất xơ ta nhai rồi nó đi vào tới trong cái đại tràng, nó còn to cách sù, con vi khuẩn nó không có khả năng nó hấp thụ hết được. Nó gây khó khăn cho quá trình gì? Tiếp cận của vi khuẩn để lên men chất xơ. Mà đã khó rồi thì đương nhiên là về các acid amin vi khuẩn chất sẽ sản xuất ra không đủ nữa. Đó là cái thứ hai. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung nhanh chất xơ vào trong đại tràng. Chúng ta cần phải bổ sung là chuẩn về chất lượng chất xơ. Chúng ta như vậy, phải hóa lỏng đồ ăn. Nó đơn giản thế thôi. Và nhiều đó chưa hết rồi các bạn. Hãy còn một cái nỗi nữa, nó quan trọng luôn. Nó nhiều nỗi lắm, nhưng mà hôm nay phải vạch cái ba nỗi đấy. Cái nỗi thứ ba cũng cực quan trọng nữa. Là cái gì? Dơ quá, bẩn quá, không chịu tắm rửa. Có thế thôi. Mấy chục năm rồi, mỗi một ngày chúng ta bình quân tắm một lần đi, thì một năm tắm cũng ít nhất thì có khoảng 400 lần. Có ngày tắm 20 lần đấy, mình cứ gọi cho 365 ngày, 365 lần. Nhưng mà có các bạn ấy thì đến năm nay là cũng khoảng 40-50 tuổi rồi, thậm chí khi 60-70 tuổi rồi, chưa bao giờ tắm đại tràng. Thế mới gây chứ. Và các bạn biết đại tràng cái gì nữa ở trong đó? Chất thải đấy. Chất thải. Thế thì quá gay rồi. Khi mà chúng ta không vệ sinh đại tràng, không yêu nó, thì điều gì xảy ra? Cái điều xảy ra, chất thải chúng ta ấy, nó làm bám ở thành đại tràng. Đại tràng của chúng ta nhé, nó như dòng sông ấy. Nước nó chảy ở giữa sông thì nó đi, bèo giặt mây trôi, nó dẫn dòng nước, nó trôi theo dòng nước đi. Nhưng ở hai bên bờ, các bạn quan sát đi, nó không đi đâu. Và những chỗ mà nó hóm vào trong bờ đấy, thì nó đọng lại, bèo rác nó đọng ở trong đó đấy. Muốn cho nó ra phải cầm cây và đẩy nó ra. Thế các bạn nhìn trên màn hình ta, cái đại tràng đấy nó đâu có phẳng đâu, đâu như chuột non đâu, nên những cái nỏ sò á, nó chỗ nó hóm hóm vào như thế. Thế thì làm sao mà cái chất thải cho nó ra, nó ứ đọng ở trong đó. Cái thứ hai nữa là gì? Cho thói quen ăn nhiều thực phẩm xuất xứ từ động vật thì nó còn tạo một cái mảng bám ở thành đại tràng. Và tất cả những cái mình vừa nói đấy đều là chất thải. Nó bám chắc ở đó. Và thậm chí nó bám nó trong lòng đại tràng, nó co quắp này, nó nhu động ấy. Thế nó như ta vê này. Thế cuối cùng trở thành mấy cục có người to y như quả táo luôn. Cứng lắm luôn đấy. Rất là cứng. Y như sỏi. Và khi các bạn lấy nó ra ngoài mà,
Nó y như cục xoài luôn, đi xuống nhà cầu rồi tóm tóm tóm, rất là cứng, cứng như cục đá. Nhưng mà đặc biệt là nó nổi, nó không chìm. Bởi vì sao? Nó nằm trong nó quá lâu rồi, với chức năng tái hấp thụ nó hút hết nước là còn đâu nữa. À, thế là cái khối lượng riêng nó nhẹ, nó nhẹ thì nó nổi thôi. Thế cái này bảo phân tớ nổi để tốt, xin nói nhá, phân nổi là phải đúng hình dạng, đúng khuôn mẫu kiểu cách, đúng quy quy cách quy chuẩn thì mới là tốt. Tiết nổi mà cái kiểu cục cục như thế này thì ung thư nó kế bên ấy, không tốt đâu. Đó, ba cái nguyên nhân này nó làm cho đại tràng ta khổ, khổ lắm luôn. Cho nên ấy, cái nội dung đầu tiên ấy, mình muốn khuyên mọi người đó là gì? Hãy nhanh chóng thực hiện lời khuyên của giáo sư Vũ Khai là gì? Thương ngay 2 mét đại tràng. Thương đại tràng bằng cách nào? Thương đại tràng bằng cách vệ sinh tắm rửa nó thường xuyên. Đối với những bệnh nhân ung thư, 100, gần như là 100% bệnh nhân ung thư đều có nguồn gốc từ đại tràng. Thế thì mình khuyên những người bệnh ung thư là một ngày phải tắm rửa đại tràng ít nhất là 4 lần, chứ không phải là một lần. Còn người khỏe thì có thể là 1-2 lần được rồi. Đó. Nhưng mà đã đi nội soi mà thấy bô nít đại tràng rồi thì không thể nói một lần được. Khi đại tràng xuất hiện bô nít, các bạn hãy nhớ, sau từ 40 tuổi trở đi là người ta rất dễ xuất hiện bô nít đại tràng. Đó là cái biểu hiện gì? Đó là cái biểu hiện sắp ung thư rồi đấy. Cho nên đại tràng là phải được chăm sóc kỹ, phải đẹp, phải như gái 18 mới được. Đấy, các bạn ấy xem cái clip đấy, nó bóng bẩy cơ mà, chứ đâu có xù xì đâu, nó đâu có mảng bám này kia đâu, nó phải đẹp. Đại tràng mà đẹp thì sức khỏe ta đẹp, mà đại tràng xấu thì sức khỏe ta xấu. Đó. Thế cái sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn đó là sản phẩm có tên là tế bào gốc táo hoang thủy sĩ và tế bào gốc nhân sâm hoang dã. Sản phẩm này nó có những cái chức năng là chức năng làm sạch. Nó có chức năng làm sạch, cũng giống như tất tần tật các cái sản phẩm làm sạch hiện tại đang trên thị trường. Trên thị trường nó cũng bao gồm một chức năng gì? Thứ nhất là làm sạch hệ tiêu hóa. Mà đã nói đến hệ tiêu hóa thì cũng là gì? Bổ sung chất xơ, mà ở đây là xơ tan. Để gì? Để tăng cường nhu động ruột cho ruột nó sạch. Cái thứ hai nữa là cung cấp cái nguyên liệu cho nhà máy sản xuất ra các axit amin và vitamin hoang chất cho chúng ta. Thế tại sao nó lại làm được như vậy? Bởi vì trong sản phẩm này nó có thành phần sợi hòa tan pison 2. Xin lỗi các bạn chút. Rồi. Đó, thế thì cái sản phẩm này đấy, đây này, cái sợi hòa tan pison 2 này, các bạn biết cái này là sản xuất từ loại ngô, cái mà người Việt Nam hay vứt đi đấy, nhưng mà thế giới người ta dùng đấy. Và bố vứt nó đi, bố vứt hết rồi, đỡ mỏ năm bộ. Tay đó thì hết mỏ rồi, tay này là bộ tê nhức lắm. Massage cho mẹ. Vấn đề thứ hai nữa là cái tinh chất từ cái củ cải đỏ nó giúp bài độc trong toàn bộ cơ thể, rất là đào thải độc tố tế bào ra, đặc biệt là gan, và nó có khả năng chống oxy hóa rất là cao. Nó tốt cho sức khỏe của tim mạch và hô hấp. Rồi, hay là một cái cây nữa mà chúng ta thấy rất là quen thuộc trong vườn của chúng ta, đó là cây nô hội hay còn gọi là cây nha đam. Thế thì riêng cái cây này nó cung cấp rất giàu vitamin và các khoáng chất. Thế là mọi cái bài mình không nói về khoáng chất. Thế thì riêng được lấy từ cái hội này thì các bạn biết không? Ngoài cái tác dụng, nha là ngoài cái tác dụng là cung cấp vitamin, thì nó còn giúp cho cơ thể chúng ta gì? Cân bằng dinh dưỡng. Thì trên đây mình ghi vắn tắt này thì có ba, có bốn cái nguyên tố là đồng này, kẽm, selen, natri này. Đó. Đây là một cái điều mới mà trước giờ mình chưa có nói. Mình có ghi lên trên đó thôi. Thì vấn đề gì? Ngoài cái nhiệm vụ làm sạch, tức là làm sạch hệ tiêu hóa, làm tốt cho đại tràng, cân bằng
cái môi trường sinh thái ở cái đại tràng, thì nó còn có một cái tác dụng thứ hai nữa đối với sản phẩm này là gì? Là nó giúp cho cơ thể được cân bằng dinh dưỡng. Các bạn nói thật các bạn nhé, không có đồng là căng lắm đấy, không có đồng là mạch máu ta cực kỳ căng thẳng đấy. Thầy mình có nhớ thầy Vượng nói như này, tôi thì bây giờ ngày xưa ta nấu bằng nồi đồng, bây giờ nấu toàn bằng nồi nhôm, thành thử tôi nhiều khi tôi có phải bỏ cục đồng vào trong đó, đúng nước uống luôn. À, đấy, thầy nói vậy đấy. Và nó kháng viêm, nó tăng sức đề kháng và giúp cho gan khỏe, chống táo bón, tốt cho bệnh nhân tiểu đường tiếp 2, đẹp da, tốt cho hệ tiêu hóa. Hay là cây kế sữa này nó tốt cho gan và mạch máu, kể cả bệnh ung thư. Hay là cái rau bina đấy thì nó tốt cho hệ thần kinh, cơ bắp, giảm huyết áp, siêu khớp, kiểm soát lượng đường trong máu. Thế thì như vậy với sản phẩm này chúng ta thấy nó nổi lên mấy vấn đề. Thứ nhất về cái chung là nó giúp cho cơ thể có một môi trường mới, đó là môi trường từ dơ bẩn sang sạch sẽ. Sạch sẽ từ ở hệ tiêu hóa mà sạch sẽ đến cấp độ của tế bào, không bị chất độc nữa và không bị gây gốc tự do nữa. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, nó cung cấp các khoáng chất cho cơ thể, giúp cho cơ thể ta cân bằng dinh dưỡng. Đó là cái nhu thứ hai. Như vậy thì ngoài cái nhiệm vụ thứ nhất là giống như tất cả các cái sản phẩm đang bán thị trường, thì sản phẩm này còn có cái nổi trội. Cái nổi trội thứ nhất là gì? Cung cấp các cái khoáng chất cho cơ thể để giúp cho cơ thể chúng ta cân bằng dinh dưỡng. Cái điểm đặc biệt thứ hai của sản phẩm này khác biệt so với sản phẩm mà chúng ta thường thấy trên ngoài ở môi trường, đó là gì? Với sự có mặt của cái chiết xuất từ tế bào gốc táo thủy sĩ, từ táo hoàng ấy, thì nó còn tạo ra một cái môi trường mới. Cái môi trường này nó giúp cho tế bào gốc của con người tăng hiệu suất hoạt động. Các bạn hình dung đi, tế bào của chúng ta, gan, thận, tụy gì ABCD cũng đều là do có nguồn gốc, là được sản xuất ra từ tế bào gốc. Nhưng mà tế bào gốc nó sản xuất mà kém thì đương nhiên các tế bào mới ta sẽ kém, khó sửa chữa. Mà tế bào mới sinh ra mà kém thì cái tỷ lệ chết đi nó nhiều hơn cái tỷ lệ nhanh hơn. Đó, cho nên cơ thể nó mau già, mau xuống cấp. Cái điểm đặc biệt thứ ba, nó lại tạo ra một cái môi trường nữa. Đó là môi trường gì? Đó là một cái môi trường mà gì? Nó được quyết định bởi cái tinh chất, chiết xuất từ một cái tinh chất, từ cái tế bào gốc của một cái giống nhân sâm, mà nhân sâm hoang dã. Thế thì với sự có mặt thành phần này thì nó tạo ra môi trường khắc chế tế bào ung thư. Tại sao phải đưa cái này vào đây? Bởi vì tế bào ung thư thực chất ra là tế bào thường chúng ta, nó biến thái ra mà thôi. Vì cái nguyên nhân này, vì nguyên nhân kia mà nó biến thái. Thế thì không biết rằng nó nằm ở chỗ nào trong cơ thể. Bởi vì tế bào ung thư khi nó biến thái, lúc đầu người ta không tìm ra nó đâu. Cho nên nó bảo tìm ra sớm tế bào ung thư là khó tìm. Nhưng mà khi thành khối u rồi thì người ta mới tìm ra được. Đó. Thế thì biết nó nằm ở đâu? Biết nằm ở đâu? Có ai dám khẳng định trong cơ thể người ta không có tế bào ung thư không? Cái điều này không ai dám. Cũng giống như là có ai dám khẳng định là trong phổi chúng ta là không có vi trùng cốc hay không? Có hết đấy. Nhưng mà khi mà hợp đủ điều kiện cho nó, thuận lợi cho nó là nó tiến lên đấy. Nó tiến lên nó anh chẳng ta đấy. Thế thì thấu hiểu điều này, nhà sản xuất công nghiệp sản xuất ra đã đưa cái chiết xuất từ tế bào ung thư xâm vào để làm gì? Khi tiếp cận gặp cái tế bào đó thì nó khắc chế hoạt động mà thậm chí nó lên men luôn, lên men nó tiêu diệt đấy. Thì các bạn thấy đây là một sản phẩm mà gì? Một sản phẩm nhưng mà đa chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng làm sạch từ hệ tiêu hóa đến làm sạch cấp độ tế bào. Chức năng và cân bằng là sinh thái của hệ tiêu hóa. Cái chức năng thứ hai là chức năng cân bằng về dinh dưỡng. Chức năng thứ ba là chức năng tạo ra môi trường tốt cho tế bào gốc con người. Chức năng thứ tư là tạo ra môi trường cực xấu cho tế bào ung thư.
Thế thì các bạn đến đây, các bạn thử suy nghĩ đi, các bạn thử liên hệ xem ở còn ở chỗ nào bán một cái một sản phẩm mà đa chức năng kỳ diệu được như vậy không. Mình nghĩ là các bạn thì mình không biết, nhưng mà riêng bản thân mình cũng vài chục công ty mà mình cũng đã sử dụng thì chưa có bất cứ một công ty nào có một sản phẩm mà gì, một sản phẩm mà lại nhiều chức năng kỳ diệu như thế. Cho nên ấy, một số người mà bị miệng có mùi hôi hoặc là chân bị phù nhẹ thì chỉ cần mới có dùng mỗi sản phẩm làm sạch thôi, mỗi mà thôi, một thời gian ngắn đã cải thiện rất nhanh. Hay là các bạn nào mà cái lưỡi mà nó có đóng rêu nhiều đấy, có mùi hôi khi thở đấy, thì uống cái sản phẩm này một thời gian rất là ngắn thôi thì những hiện tượng sẽ biến mất. Vì sao vậy? Bởi làm sạch cấp độ tế bào rồi, cái thứ hai nó tạo ra cái môi trường tốt cho tế bào gốc. Đó. Thế còn bây giờ vừa diệt tế bào ung thư mà nó còn đang sơ khai ấy, thì điều này là các bạn không thể nào mà trên cái quãng đời này không ai có thể cảm nhận được nó. Máy móc mà có phát hiện kia, chứ máy móc mà phát hiện sớm tế bào ung thư thì trên thế giới này các cái vị nguyên thủ quốc gia người ta không chết vì ung thư đâu. Các bạn thấy không? Tổng thống Phan Văn Mitterrand của Pháp ấy, các bạn ở Việt Kiều ở châu Âu các bạn biết rồi. Hoặc là khối u mới đây là thượng nghị sĩ, thì nghị sĩ Mỹ nổi tiếng là Sean McCain ấy, chết cho khối u não. Đấy, có phát hiện ra đâu. Đến khi phát hiện ra nó to rồi, chết rồi. Và đây, trên đây là hình ảnh của mấy cái cô người mẫu ở bên Đài Loan, được đài truyền hình tổng hợp Trung Thiên, họ thấy các cô này thành công cả về lĩnh vực tài chính, nhan sắc, sự nghiệp, cho nên họ mời họ phỏng vấn để chia sẻ làm sao như vậy. Thế thì các cô đi, các cô cầm thêm một cái táo, các bạn nhìn thấy có này 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 đó, cùng ở giữa đấy, các cô nói là không có cái gì bí quyết cả, muốn được như tôi thì dùng cái này, thế thôi, đơn giản thôi. Và con đồ Đài Loan nó không giống như ở một số nước khác, không giống như mình nhé, nói mà không thật đấy, ở tù đấy, chứ không phải là nói chơi đâu. Luật người ta rất là nghiêm khắc, nói là phải thật. Sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu các bạn đó là gì? Được mệnh danh là cứu tinh nhân loại. Sản phẩm này có tên là Bảo Nhiên. Xin thưa các bạn, con người ta mắc bệnh là do mất cân bằng. Tại sao lại mất cân bằng? Là do gì? Nhiễm độc. Nhiễm độc có thể là nhiễm độc do ở ngoài nạp vào, có thể là nhiễm độc do gì, chất độc, chất thừa thoát ra không hết, không nhanh, không kịp, hoặc là gì, chất độc do cơ thể tự sản sinh ra. Ví dụ áp lực của tâm lý nó sản sinh ra độc tố à, cho nên người ta đã lấy 2cc huyết thanh của một người đang ở chất nặng chích vào con chuột, chết ngay mà luôn, chết ngay mà luôn đấy. Đó là thí nghiệm khoa học đấy, chứ không phải là nói chuyện chơi. Cho nên người ta mới yêu cầu là cân bằng thân tâm là như vậy. Thế thì đối với cái sản phẩm mà táo, mình gọi chữ táo đi, tắt đi. Táo vừa rồi mình giới thiệu các bạn ấy, thì mới giải quyết được gì? Độc tố, gốc tự do và tạo ra môi trường sạch sẽ, thuận lợi và khắc chế. Với bốn chức năng như vậy. Thì con người ta còn có một cái thứ nữa cũng nguy hiểm vô cùng, đó là gì? Thừa thãi. Các bạn hình dung hôm nay các bạn đi mua đồ ăn về, mua thịt về chế biến, ăn không hết để đó, thì bạn hình dung thì nó phải hư thôi, đến lâu phải hư, không thể ăn được, thiêu rồi là đến thối luôn. Mà càng giàu á là đạm bao nhiêu càng thối nhanh bao nhiêu. Thế thì trong cuộc sống này, cơ thể của ta, tế bào của ta nó cần rất nhiều chất, nhưng mà trong đó người ta phân ra có trung lượng, có vi lượng, có đa lượng. Thế đa lượng nó gồm có 3 thành phần chính, đó là gì? Glucid, protein và lipid. Trong đó cái nhóm protein ấy, thì thường là đủ hoặc hơi thiếu một chút, bởi vì mỗi một ngày á là con người ta trung bình cần khoảng là 1 mg/1 kg protein. Nha. Cái này là thông thường người ta hơi bị thiếu đấy, các bạn nhân cái trọng lượng của cơ thể lên, các bạn biết mình là khối lượng của mình bao nhiêu kg thì cứ tính ra bấy nhiêu mg. Còn cái thứ hai, cái lipid thì cần không có nhiều,
Nhưng mà còn một cái thứ nữa cần cũng khá nhiều, còn đa lượng mà cho nó phải nhiều, đó là gì? Đó là đường. Thế đường vào trong cơ thể rất cần thiết cho cơ thể, rất cần thiết cho tế bào. Tế bào phải dùng đường để gì? Sản xuất ra năng lượng. Đường chính là nguyên liệu cho tế bào sản xuất ra năng lượng, hay còn gọi đường cũng giống như xăng ấy, đổ vào xe để xe nó chạy. Đó. Tế bào chúng ta mà không có đường thì tế bào nó không hoạt động, cũng chết luôn. Nhưng mà cơ thể chúng ta không tổng số lượng đường mà tế bào nó cần trong một ngày ấy, nó không có nhiều. Thì theo thống kê, theo cái thông báo công bố nghiên công trình nghiên cứu khoa học của cái Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, thì người ta nói rằng đối với phụ nữ thì một ngày không cần quá 24g đường, còn đối với nam giới thì cũng chỉ 34g thôi. Thế thì mình cứ cho là 40g đi nhá. Thì các bạn thấy cũng rất là ít, không có nhiều đâu. Với cái lượng đường như vậy thì nó chỉ tương đương với một khoảng gì? Bằng miệng chén cơm thôi các bạn. Miệng chén cơm thôi nhá. Chứ không có nhiều đâu. Bởi vì một lon Coca-Cola đã 64g rồi. Mà một bát cơm đầy như thế này trên màn hình là hai lon rồi đấy. Thừa rất nhiều. Chỉ cần bằng miệng chén là đủ trong một ngày rồi. Nhưng mà xin thưa, có ai ăn miệng chén đâu. Ăn hơi bị nhiều. Đã. Và cái điều gì? Có một cái điều như này các bạn ạ. Khi mà chúng ta tìm hiểu về cái con đường đi của đường một chút. Đường sau khi chúng ta ăn và qua miệng xuống ống tiêu hóa thì nó sẽ được ống tiêu hóa ta hấp thụ qua hệ thống tiêu mao và qua đi truyền vào các mạch máu li ti đi về gan. Đó là con đường của đường. Đến gan rồi thì từ đường gluco nó không còn là đường gluco nữa, nó chuyển thành đường khác để chứa trong gan. Và tế bào cần đường mà, cho nên á gan nó lại chuyển cái đường đó thành đường gluco, nó trở thành đường gluco và nó đưa ra hồng cầu, và hồng cầu chúng ta lại mang đi đến nuôi đến từng tế bào một. Nhưng mà cái lượng đường mà hồng cầu mang đi đấy nó gần như một hằng số, cho nên đầu ra đường của lá gan, tức đầu ra của lá gan đấy về đường đấy là gần như một hằng số không đổi. Đường không có nhiều, nó là giới hạn một ngày chỉ có 24g, 34g nếu mà nữ hay nam. Đó. Đương nhiên có người vận động nhiều thì nó có cao hơn một chút, nhưng mà cũng không vượt qua 40g. Nhưng mà đầu vào của lá gan thì nó không phải như vậy. Chúng ta làm do thừa, có bằng miệng chén cơm một ngày thôi, chúng ta có ai ăn như vậy đâu, mà ngoài ra ăn chất ngọt khác nữa. Cho nên lượng đường ta làm vào cho cơ thể so với nhu cầu cơ thể là dư rất nhiều. Và cái lá gan chúng ta là từ một cái bộ phận là thanh lọc lớn nhất cơ thể, nó đã trở thành cái kho vốn gan chúng ta là cái kho có điều tiết. Nhưng mà cái đường chúng ta tống vào nhiều quá, cho nên là gan lâu ngày, cứ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, lâu ngày quá, thế là lá gan nó quá tải, nó không còn chỗ, cái kho nó chật chội rồi, nó không có chứa nổi nữa. Thì lúc này gan phải tự cứu đi mình. Có nghĩa là gì? Gan sẽ chuyển hóa đường này thành chất khác, và chủ yếu là thành chất béo, hay còn gọi là mỡ đấy. Gọi mỡ cho đơn giản đi. Khi cái mỡ này nó vào máu thì nó gây nên hiện tượng bông mỡ, theo như giới Tây y người ta thường nói là hiện tượng bông mỡ. Bông mỡ là gì? Là hiện tượng mỡ nó liên kết những cái hồng cầu lại với nhau thành từng chuỗi một. Thế các bạn thấy hồng cầu mà nó không rời rạc, nó chạy mà nó luôn như từng chuỗi một, nó đi trong mạch máu, thì điều gì xảy ra? Và đây chính là nguyên nhân của tai biến, của đột quỵ, của nhồi máu cơ tim. Đó. Cho nên mình nhân tiện đây mình cũng nhắc với các bạn, huyết áp thấp cực kỳ nguy hiểm hơn huyết áp cao. Nếu như huyết áp thấp mà lại có hiện tượng máu như mỡ nữa thì không biết là chết lúc nào, chết bất đắc kỳ tử luôn. Không bệnh cũng chết, đang khỏe cũng chết, đang ngồi hoặc cũng chết, đang đi xe cũng chết, đang học cũng chết. Đấy. Hôm nay không phải cái bài mà chia sẻ về cái này, cho nên mình sẽ không nói sâu về cái này nữa. Cái mỡ này nó đi vào thành mạch, nó gây nên hiện tượng gì? Cholesterol. Mà cholesterol là mỡ nó bám vào thành mạch. Mà mỡ bám nó vào thành mạch ít thì nó còn đỡ, mà nó nhiều quá thì sao đây? Nó làm cho cái thành mạch dày lên. Nó sẽ gì? Hẹp cái tiết diện dẫn máu lại.
mà nó hẹp quá rồi mà kết hợp với lại thiếu vitamin K2, thiếu canxi nữa nha, thì điều gì ra các bạn ơi? Cái điều xảy ra, cái điều đặt ten là cái chắc luôn, chắc chắn phải đặt ten, mà không đặt ten là máu nó không thông là chết ngay mà luôn đó. Cho nhiều bạn đặt một ten đừng hết thoát nữa, cho mấy sau đặt thêm ten nữa, có khi đặt hai ba ten nhưng mà không khỏe được. Đã một chỗ đặt ten rồi thì nhiều chỗ khác nó cũng đang kêu gào, nó đang kêu gào, bởi vì máu nó cùng chung một cái dòng máu, chế độ giống nhau, không có nghĩa mà chỗ này cái đoạn đường này hư và đoạn đường khác không hư. Đường trong mạch máu là cái đường giao thông được xây dựng đồng thời, thế nên không nghĩa là chỗ này hư chỗ không hư đâu, và có chỗ hư không thể sửa được, nó nhỏ quá không sửa được. Cái mỡ này nó theo máu mà, thế nó đi vào đâu? Đi vào tế bào. Nó đi vào tế bào thì nó lại gây nên một cái hiện tượng là gì? Ngăn cản quá trình trao đổi chất của tế bào. Mà tế bào bị ngăn cản trao đổi chất thì chắc chắn là làm tế bào làm việc sẽ không còn đúng công suất nữa. Đơn giản nhất là bệnh tiểu đường. Khi mà tế bào beta bị nhiễm mỡ thì tế bào beta bị ngăn cản trao đổi chất, cho tế bào beta không sản xuất đủ insulin. Mà đã không sản xuất đủ insulin thì máu chúng ta thiếu insulin, mà đã thiếu insulin thì tiểu đường tiếp 2 xuất hiện ngay và luôn. Đấy, cho các bạn thấy những người mà béo phì, mà những người dư cân ấy, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cao hơn, nhiều hơn so với những người bình thường. Và theo thống kê của chuyên môn ấy, thì ngày nay đã có tới trên 30-33% dân số là mắc bệnh tiểu đường và gì có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường. Đó. Thì chúng thấy cái tỷ lệ rất là cao chứ không phải thấp. Thế thì rõ ràng gì, chúng ta chỉ cần thấy giữ đường thôi, giữ đường ấy thôi thì hàng loạt các chứng bệnh diễn ra là tiểu đường, tim mạch, gút khớp diễn ra hết. Bạn hình dung đi, cái mỡ này nó mà ngăn cản quá trình trao đổi chất của gì, của bạch cầu thì điều gì xảy ra? Thì bạch cầu không làm tròn chức năng nữa, mà trong đó có một binh chủng của bạch cầu nhé, là đi trinh sát, đi nhận diện. Thế là cái ông đúng rồi. Ví dụ cái màng khớp đấy, người ta cấu trúc thế trước giờ, ông đến hôm nay ông ghi vào cho cái màng khớp này, mà hôm nó có 5 ngón tay, hôm nay sao nó có 4 ngón? Không phải màng khớp. Về báo lên trung tâm, ông kêu rồi. Ô sao mà hôm nay 5 ngón này nó thêm 1 ngón nữa là 6. Mình nói ví dụ đi cho nó các bạn dễ hình dung nhé, chứ không phải nó như vậy. Ví dụ vậy, cho thông tin mà. Thế là ông chỉ huy ở trên này, ông điều quân xuống đánh. Thằng này không phải là của con người, vật nạ, kẻ lạ xâm nhập, đánh. Thế là điều ngay là các binh chủng tấn công đến tiêu diệt. Rồi, thế là quân ta đánh quân mình. Bệnh gì các bạn? Bệnh tự miễn đấy. Cho liên quan đến bệnh tự miễn đã có hàng trăm loại bệnh khác nhau mà cực kỳ khó chữa. Hầu hết các bệnh tự miễn là bây giờ là chưa chữa được. Hầu hết cho mình nói hết toàn bộ nhé. Đó. Vậy thì cái sản phẩm bảo mạo như này nó can thiệp cái gì? Nó can thiệp cái gì? Ở đây các bạn nhìn thành phần của nó đây. Cái thành phần thứ nhất này, đây là cái điểm đặc biệt. Hôm nay mình thích nói cái điểm đặc biệt này trước. Đây là điểm đặc biệt mà gần như không có sản phẩm nào trên thị trường mà đi theo hướng này, hoặc là chưa đi theo. Thông thường đấy, người ta uống vào, người ta muốn đưa cái gì vào trong cơ thể thì người ta phải thông qua hệ tiêu hóa. Thông qua tiêu hóa vào gan, gan nhiều máu, máu mới đi đến được cái bộ phận đó. Hoặc là gì, với công nghệ nano thì uống vào nó không cần đi vào hệ tiêu hóa mà nó đi thẩm thấu thẳng mạch máu đi vào cơ thể luôn, nhưng mà cũng đi vào chứ nó không đi ra, đúng không ạ? Nhưng đối với thành phần DNG được chiết xuất từ lá dâu tằm, khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể, đi qua đường tiêu hóa này, đưa vào miệng vào trong cơ thể, nó sẽ kết hợp với cái cholesterol ở trong ống tiêu hóa sẵn có, và cái cholesterol mà do chúng ta nạp vào qua đường ăn uống, tức là cholesterol thực phẩm đấy, nó tạo thành cái bẫy nó nằm ở đó. Và khi đường đi qua đường mà chúng ta ăn vào đấy, đi qua cái ống tiêu hóa là đi qua cái bẫy này, thì bẫy đấy sập như là cái bẫy chuột đấy, thì giữ lại nó không cho đi vào nó gan nữa. Những cái nào đã đi vào cái bẫy này thì không có đi ra nữa. Và cái thành phần thứ hai là capsaicin này, nó kích hoạt hệ tiêu hóa này.
nó kết hợp với cái sản phẩm mà táo đấy mình nói, nó nhanh chóng nó đẩy cái bọn này ra ngoài qua đường hậu môn đi ra nhà vệ sinh. À, thế thì các bạn thắc mắc, ồ thế thì không có đường tế bào chết sao? Xin thưa các bạn yên tâm, vấn đề nó lấy hết được đường vào cái máy này hay không còn tùy thuộc vào chúng ta đưa cái máy này vào nhiều hay ít. Ví dụ như là mỗi một trước bữa ăn 30 phút mà các bạn đưa vào trong cơ thể là 2 viên, thì khi các bạn ăn uống thì 70% lượng đường sẽ được vào cái máy này, còn 30% nữa vẫn đi vào gan để gì? Để nuôi tế bào chứ. Đấy. Thế cái điểm đặc biệt và cái điểm cực kỳ quý hiếm ở cái chỗ này này chính nằm ở chỗ này. Vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta cứ đưa vào gan để xử lý thì lá gan chúng ta càng ngày càng già thì nó cũng càng ngày càng yếu, thì nó vẫn phải chuyển hóa, là gan nó càng mệt thêm, nó càng mệt thì nó không có thời gian nghỉ ngơi, thì nó càng mau đi thôi, nó mau đi thì mình cũng mau bệnh thôi. Đó, tức là giảm tải cho nó gan, giảm tải rất nhiều luôn các bạn, rất nhiều luôn nha. 70% đường đi vào đây cơ mà, được không đi vào lá gan nữa, cho nên này lá gan của chúng ta được giảm tải. Thứ hai nữa là gì? Đường là nguyên nhân, đường là nguyên nhân dẫn đến gì? Mỡ nội tạng, như đấy mình phân tích. Do đó là gì? Với cái tinh chất DNG này nó giúp chúng ta là triệt tiêu nguyên nhân, sinh ra nguyên nhân để sinh ra bệnh. À, ví dụ như máu nhiễm mỡ hoặc là mỡ nội tạng, mình gọi là bệnh đi. Thực ra trong cái tổ hợp bệnh rất nhiều bệnh từ cái mỡ mà ra, từ cái mỡ nội tạng này nó sinh rất nhiều thứ bệnh khác nhau. Thì mình cứ gọi, mình quy chung nó gọi là mỡ nội tạng đi. Rất đơn giản, nó gọi là bệnh. Thì cái ông đường ở gan đấy, ông là nguyên nhân sinh ra bọn này. Nhưng mà ông đường ở gan muốn quá, không phải ông ở ruột đưa vào, thì cái tinh chất này nó ngăn ngay đường ruột ông cho vào nữa. Thế nên các bạn thấy có tuyệt vời không? Quá tuyệt vời luôn. Đánh vào nguyên nhân của nguyên nhân, triệt tiêu nguyên nhân của nguyên nhân sinh ra bệnh. Đúng mà nó chính xác nói là nguyên nhân của nguyên nhân và của nguyên nhân sinh ra bệnh thì mới đúng. Thế này các bạn điểm này đi. Khi mà các bạn dùng sản phẩm, đã sản phẩm này nào làm được đời ông cố này chưa? Nguyên nhân của nguyên nhân của nguyên nhân sinh ra bệnh, các bạn thấy bốn đời. Bốn đời. Thế là đời ông cố rồi đấy. Các bạn bấm vào tay mình nhắc này. Nguyên nhân này là cái được rồi nhá. Của nguyên nhân này nằm ở gan nhé, đúng không ạ? Sau gan bắt đầu ra mỡ này, của nguyên nhân nữa, bắt đầu vào mỡ này mới sinh ra bệnh này, sinh ra bệnh bốn cái, các bạn thấy bốn đời, đúng là đánh vào đời ông cố mà gì nữa. Mình nói vui thế thì một tí cho nó vui, thì mình thấy là chưa có một sản phẩm nào trên thị trường mà làm được điều này, hầu như là cứ phải nhồi vào gan hoặc nhồi vào trực tiếp vào máu đã. Các bác nói sản phẩm của em là công nghệ siêu nhỏ nano, đúng tốt, nhưng mà bác không thể ngăn được nó đâu. Bởi con đường đi của nó không vào gan thì vào máu chứ vào đâu. Còn đây của tôi thấy tôi thừa rồi, tôi không cho vào luôn, cho ra luôn. Đấy. Và sự phối hợp nhịp nhàng nó rất là hay. Là khi nằm ở đường ruột cái không phải cho nó ra nhanh chứ không thì cũng chở. Thế là nó có cái capsaicin nó đẩy ra. À. Rồi cái thành phần của cáp chốt là cái giải độc máu, vẫn là gì? Tham gia quá trình thanh lọc cơ thể, kết hợp cùng với sản phẩm thứ nhất, giúp giảm cholesterol. À, thế thì đã gì? Đã ngăn đường, đã giảm cholesterol, ngăn cái nguyên nhân sinh ra cholesterol rồi. Nhưng mà nếu mà có cholesterol trong đó thì vẫn có giảm cholesterol bằng cái cáp chốt. Giảm thiểu nguy cơ các bệnh về tim mạch, cân bằng đường huyết, chậm lão hóa. Thực ra cái này là nó giảm mỡ thì nó giảm ngay đó, đâu có gì đâu. Hoặc là cái thành phần của cái chai bữa đấy, cái bữa này miền Nam dùng rất là nhiều, rất tốt cho việc hỗ trợ các bệnh về dạ dày này, về tá tràng này. Tá tràng là cái khúc ruột nó nằm ngay sát đại tràng các bạn, chứ không phải là nằm có trực tràng mới nằm ở dưới hậu môn nhá. Viêm dạ, viêm đường ruột này, để kém tiêu hóa này, cái ở bên miệng nữa, hay bệnh cặn răng làm bảng bám đi, rồi ho ra máu, tức là hành phế đi vào phổi. Hoặc là đặc biệt đây là có một cái thành phần thứ hai, là thành phần thứ năm là cái trái dâu tằm. Thế thì
À, trước giờ mình đâu có uống cái tinh chất yên gì đâu, đường nó vào trong gan làm sẵn nó rồi. Em chả làm gì được, cho bây giờ thôi nhờ anh ra đây anh làm việc mạnh lên chút nữa để đẩy nó ra. Cái gan đẩy đường ra, đẩy đâu, đẩy thành mỡ. Thế thì lại máu nhiễm mỡ. À, vậy thì tinh chất từ giải vô tạm chứ giải quyết cái bài toán nhiễm mỡ này. Nó đi vào trong cơ thể, nha, đi vào gan, nó đi vào máu và nó đi đến đâu nó thấy mỡ nội tạng là nó đốt. Nó tạo ra năng lượng tại chỗ và tế bào chúng ta sẽ hấp thụ nuốt nguồn năng lượng này. Cho nên khi mà dùng hai cái sản phẩm này đấy thì người ta giảm cân, người ta không thấy mệt, không thấy thèm ăn. Nha. Và đã liên quan đến bệnh dư cân thừa mỡ thì nó lại liên quan đến cái bệnh tiểu đường, bởi vì hầu cái tỷ lệ bệnh nhân mà tiểu đường đấy thì có tỷ lệ mà cái người mà béo phì đấy mắc bệnh tiểu đường cao hơn rất là nhiều. Cho nên người ta đã phối vào trong đây một thành phần đặc biệt dành riêng cho những người bệnh tiểu đường, đó là gì? Dây thiều canh. Đây chính là cái dây thiều canh. Nói đến dây thiều canh, bất cứ bệnh nhân tiểu đường nào cũng đều biết nó là tác động đến gì? Đến tuyến tụy, sự điều tiết của insulin. Thế như vậy các bạn thấy rõ ràng gì? Thành phần của với sự cấu trúc lên cái sản phẩm này, chất bảo nhiên này thì nó có một tính cách mạng rất là cao. Về phương pháp, về góc nhìn nó khác so với tất cả những sản phẩm mà các bạn có trên thị trường bây giờ người ta đang dùng. Cái điểm đặc biệt khác biệt nhất ở đây là gì? Ở đây không phải là chỉ đốt mỡ, không phải chỉ giảm mỡ, không phải là gì kích hoạt tuyến tụy, mà cái điểm đặc biệt đây là gì? Đánh vào đời ông cố của bệnh tật, chứ không phải đánh vào đời cha, đánh vào ông cố luôn. Tôi đánh vào nguyên nhân sinh ra bệnh. Các bạn thấy không? Làm gì có sản phẩm nào quá đâu. Tôi uống nhiều tôi chưa thấy. Các bạn thấy không? Nếu nào chia sẻ cho mình nghiên cứu xem, mình tìm hiểu xem. Và sản phẩm thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là đây là một sản phẩm mà nói trước luôn để cho các bạn mừng. Đây là một sản phẩm mà đã có rất nhiều nhà khoa học người ta bỏ công nghiên cứu, và trong đó có tới 18 nhà khoa học đã đạt giải thưởng Nobel. Đó. Đây 18 vị thiên thần đây. Đó. Từ năm 1912 tới năm 2009 là tới 18 vị đã đạt giải thưởng Nobel. Và với cuộc đời của mình ấy, mình chưa từng gặp đến cái sản phẩm nào, những cái chất sản phẩm nào mà lại đạt nhiều giải thưởng Nobel như thế này. Nhiều nhất mình mới gặp có 3 giải Nobel thôi, đó là đề tài nghiên cứu về tế bào của cái hạt diệp lục là mới có đạt giải 3 giải thưởng Nobel thôi, mình đã thấy khủng khiếp rồi. Nhưng mà cái này ấy, thì nó là tới nói tới diệp lục ấy, mà cái này nó tới 18 giải cơ chứ không phải là 3. Vậy thì để mà tìm hiểu về cái tiểu phân tử beta 2 nó là cái gì thì chúng ta tìm hiểu về cơ thể chúng ta một chút. Cơ thể chúng ta được cấu trúc bởi toàn bộ hệ thống tế bào, và mỗi một tế bào như vậy, tất cả tế bào khác nhau, các bạn không giống nhau đâu. Mỗi một tế bào như vậy thì nó được cấu trúc bởi hệ thống đại phân tử protein, và lại có nhiều cái phân tử protein khác nhau nữa. Và mỗi một đại phân tử protein như vậy thì được cấu trúc bởi các cái chuỗi polypeptide, và mỗi một chuỗi polypeptide như vậy nó cấu trúc ở dạng mạch thẳng, thì nó được cấu trúc bởi các mắt xích nhỏ xíu này, nó gắn lại với nhau, liên kết lại với nhau, và mỗi một mắt xích đó chính là một tiểu phân tử peptide. Cho nên có nhiều bạn hỏi rằng thế công máy là cái của anh sản xuất bằng công nghệ gì, của em là nano đấy, thế hiện tại không ở hiện tại. Thế thì mình nói tớ chả biết, của tớ không quan tâm đến của tớ là nano hay là phico. Mình muốn nhắc từ phico để cho các bạn ấy biết được là đây không phải chúng tôi không biết nhé. Phico một nano bằng 1000 phico, thì mình nhắc thế thôi. Nhưng mà tớ chỉ biết một điều, tế bào đã là nhỏ, protein một phân tử đã nhỏ. Ví dụ như một con virus corona đấy, SARS-CoV-2 bây giờ ấy, là một phân tử protein đấy các bạn.
nó là protein đấy, nó được bao bọc ở bên ngoài bởi vì lớp lipid thôi đó. Và mỗi một cái phân tử protein đó mình gọi đây là một đại phân tử, một đại phân tử, và nó được cấu trúc lên rất nhiều bởi các cái chuỗi liên kết polypeptide. Và mỗi một chuỗi liên kết polypeptide lại có nhiều mắt xích và sản phẩm của tớ là từng cái hạt nhỏ nhỏ đấy, đấy. Cậu muốn cho là cái gì thì cậu cũng cho. Chưa? Đấy. Thế thì chúng ta hình dung. Nói như đây thì mọi người bảo là ôi anh ơi, thế thì tế bào xương nó cứng chết được, thịt thì nó mềm, mỡ nó mềm hơn. Anh nói vậy thì nó giống nhau hết thì làm sao mà kỳ ạ? Các bạn đặt câu hỏi rất là hay. Nó khác là khác ở chỗ này. Nó khác ở cái chỗ đại phân tử đấy. Nhá. Bởi vì sao? Mỗi một đại phân tử được cấu trúc bởi các chuỗi polypeptide. Và mỗi một chuỗi polypeptide nó hành thẳng. Nhưng mà khi chúng liên kết lại nhau, chúng có thể là tùy vào cái tế bào nằm ở đâu mà nó sẽ liên kết theo mạch thẳng hay mạch nhánh những cây, hay là mạch vòng hay mạch tổng hợp hay mẫu hợp. Thì mỗi một cái hình thức liên kết khác nhau như vậy thì nó đã tạo ra những cái chức năng khác nhau của tế bào rồi. Đó là một protein đấy. Và mỗi một chuỗi polypeptide đấy thì nó khoảng là dưới 50 cái mắt xích. Thì thay đổi về số lượng N, thay đổi về số lượng một mắt xích thôi thì đã thay đổi cấu trúc của một tế bào. Thế là tính chất của một cái polypeptide là thay đổi tính chất của cái protein. Mà thay đổi protein là thay đổi tế bào. Đấy, nó khác là khác ở hai cái điểm đó thôi. Còn tất cả giống nhau. Như vậy chúng ta biết suy luận ra là gì? Vậy là cơ thể chúng ta được cấu trúc như vậy, suy cho cùng ra là được cấu trúc bởi gì? Các cái mắt xích nhỏ nhỏ đấy, các cái tiểu phân tử peptide đấy. Chúng ta hình dung dễ hình dung như là cái tòa nhà, hoặc tòa lâu đài hoặc là cái công trình xây dựng ở ngoài kia. Cho dù là cái tòa, cái công trình nó có hiện đại mấy chăng nữa nhá, thì nó cũng được cấu trúc bởi vì những hạt xi măng, những hạt cát rất là nhỏ liên kết lại thôi. Đó, được cấu trúc bởi thế thôi. Thì cơ thể chúng ta vậy, tế bào vậy, nó cũng được cấu trúc từ những cái tiểu phân tử peptide nhỏ nhất để xây dựng lên. Vậy thì khi cơ thể chúng ta bị bệnh, ví dụ bệnh gan hay là bệnh thận, ví dụ bệnh gan bị bệnh có nghĩa là tế bào ở gan nó bị bệnh. Các bạn đồng ý cái điều này không ạ? Là tế bào ở gan bị bệnh, mà tế bào ở gan bị bệnh thì có nghĩa là gì? Cái phần nhỏ nhỏ trong đó nó bị bệnh. Cái nó nhỏ bị bệnh. Thế cái nhỏ nhất trong đó là gì? Là tiểu phân tử peptide. À, hóa ra ở đời này người ta chỉ có một loại bệnh duy nhất, đó là gì? Tế bào bệnh. Thế thôi. Thế là từ một cái rất là phức tạp, chúng ta hình như ngoài kia bệnh này bệnh A B C D E F gì đó quá trời nhiều luôn, phức tạp. Khi tìm hiểu ra đấy nó quy tụ lại còn mỗi bé tí à, mỗi cái tiểu phân tử thôi. Như vậy thì tiểu phân tử peptide có chức năng gì? Nó có nhiều chức năng, hôm nay mình chia sẻ các bạn nó hai chức năng cơ bản. Thứ nhất là chức năng thông tin liên lạc, thông tin giữa nội bào với nội bào, nội bào với ngoại bào, tế bào này với tế bào khác, tế bào này bộ phận khác cơ thể. Ung thư cũng từ đây mà ra, bệnh tự miễn cũng từ đây mà ra. Sao chép thông tin không tốt thì tế bào sinh ra là không đúng theo gốc nữa. Truyền dẫn thông tin không tốt thì trên bảo dưới không nghe, hoặc là dưới bảo trên không nghe. Đó, thì nó không sinh được đủ chuyện. Không có thời gian mình chia sẻ các bạn những cái bệnh này. Rồi là gì? Liên kết. Cơ thể nó được cấu trúc chặt chẽ chứ này là do gì? Là do cái mối liên kết tắc thai thôi. Như quả chuối khi mà nó còn xanh nó cứng. Tại sao nó lại cứng? Bởi vì cái liên kết polypeptide nó còn tốt, nó cứng. Nhưng mà khi nó chín thì bắt đầu nó phải phân hủy dần. Nó mới chín ấy thì nó mềm, nó phân hủy chưa hết. Mà nó khi nó chín quá rồi ấy, thì nó phân hủy hết rồi, nhũn luôn. Cơ thể nó cũng vậy. Nó là một thực thể sống thôi. Cho nên thì vai trò của polypeptide cực kỳ quan trọng đối với cơ thể. Không có polypeptide là sẽ không có đại phân tử protein, mà không có protein thì không có tế bào, không tế bào thì làm gì có sự sống. Chứ đừng nói con người đấy, con gì nó cũng vậy, cây gì nó cũng vậy thôi. Đó. Và đây là hình ảnh của gì? Bệnh nhân bị tiểu đường, bị hoại tử các bạn. Hoại tử này.
mà người ta vừa uống cái tiểu phân tử huyết thai, vừa đổ tiểu phân tử huyết thai đổ vào những cái hố nó có cái vết thương này, à, nó lành dần đấy, các bạn thấy kỳ diệu. À, xin nhắc các bạn về tiểu đường lưu ý nhé, những cái lỗ này không hẳn là phải đạp vào gai vào đinh bị thương đâu, tự nó phá ra không có nữa, mà hầu như là tự nó phá ra rất là nhiều. Bởi vì cơ thể chúng ta ấy, là bàn chân là cái nơi tích tụ nhiều độc tố nhất trong cơ thể, cho nên là gì, nó dễ bị hư vào chân lắm. Và đây là bệnh nhân ở Linh Bình bị suy tủy 12 năm nằm bất động, cho nên các khớp này nó cứ ngắc rồi, không thể nào mà kéo ra được. Và ngày 9 tháng 2 năm 2021, một cái sứ đạo đã vận động, xin bà con đã vận động, tức là vận động được tiền để mua cái sản phẩm này cho các bệnh nhân này uống từ ngày 9 tháng 2 năm 2021. Đây, chúng ta nhìn đi. Bắt đầu đi. Cảm ơn sư Trinh. Bị bệnh viêm tủy từ 12 năm nay rồi, mà năm nay nó liệt, toàn thân nó liệt nhũn, bại liệt toàn thân rồi. Xin sư giúp đỡ em. Cảm ơn sư rất nhiều. Đấy, vậy nói là 12 năm bắt đầu ăn cũng không tự ăn được. Còn cô chú tiệp chứ. Cảm ơn cô chú nhiều, cô đã có lòng giúp đỡ tôi mọi sự. Cảm ơn cô chú và cô xin cô chú cầu nguyện thêm cho tôi được chịu những sự khó cho nên. Và đây là ngày 28 tháng 2 năm 2021, tức là 20 ngày các bạn, dù thử 20 ngày. Chào đi. Em chào sơ, cảm ơn sơ và cảm ơn tất cả mọi người. Tại em trước khi chưa uống thuốc thì nó bất động, không mó máy được. Bây giờ từ hôm uống thuốc này thì thấy nó đã cử động được. Thì em cảm ơn sơ và cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Loan nhiều. Chào sơ. 21 ngày này. Hôm qua 20 chứ, 21 này, 21 này. Chào sơ. Cảm ơn sơ. Chị Loan chị nói về sơ giúp đỡ em nhiều. Thật sự em cảm ơn sơ. Thì thôi thì em đang là từ hôm sơ giúp cho đến nay thì em thuốc thang và uống thì thấy nó cũng đã có hy vọng biến chuyển. Thì em chẳng biết cái gì hơn nữa. Thì mọi sự thì sơ cố gắng giúp đỡ em. Thì em cảm ơn sơ rất nhiều. Rồi em cảm ơn chị Loan và tất cả mọi người đã giúp đỡ em. Thì em chào sơ. Em này cử động chân lên nè. Sao mỏ lại không có chạy ra? Này nó rét này nói. Đây đây. Đó bạn thấy không? Nó tay chân đấy, không có máy đấy. Và đây là sau 25 ngày này. Chúng ta đi tiếp bệnh nhân khác. Đây là một bệnh nhân quân niêm đã bị mổ tim ở cái đường ở Bình Dương đấy, có địa chỉ, có số điện thoại các bạn có thể đọc đấy. Tôi là Phạm Thị Liên, năm nay tôi 71 tuổi này. Tôi đang sinh sống tại Vĩnh Phúc 3, Bến Cát, Bình Dương. Đây, 4 năm về trước tôi có mổ, tôi bị bệnh hở hẹp van hai lá này, mổ bệnh viện được 4 năm. Xong cách đây 7-6-7 tháng này thì bác sĩ siêu âm và bảo tôi là cái van bị hư hỏng, có vấn đề. Sự từ cái tư tưởng tôi suy sụp xuống, sức khỏe yếu đi. Mà tôi suy nghĩ là cái cửa tuổi tuổi tác nó nhiều rồi. Thứ hai là kinh tế thì nói chung là giờ già không làm gì thì đồng tiền nó cũng có hạn, cho nên là chi phí lớn thì tôi không dám mổ nữa vì điều kiện. Cách đây 3 tháng thì con tôi nó có. Và đây là một bệnh nhân nữa ở đường Nguyễn Văn Linh này các bạn. Con tôi nó đi về quê thì nó thấy cái bệnh của tôi quá nhiều luôn, mà nhờ cái chương trình của cô Kim Senior, tôi uống thuốc tôi đủ thứ gì nó kêu tôi gì tôi nghe lời đấy thì tôi bỏ được thuốc tây hết luôn.
Rồi đó là tôi rất là mập mà bây giờ tôi lại ốm lại còn có 53 kg. Con người tôi rất là khỏe. Tôi trước đây tôi bị đứt mạch máu ly ti nhưng bây giờ nó cũng liền mất tiêu, hồi nào tôi không hay. Rồi bây giờ hả, coi như tôi trong người tôi giờ nó nhẹ nhàng, nó khỏe hết, cái gì cũng khỏe hết trơn trời. Chỉ còn có một cái là bây giờ cái yếu hơn cái chân, một vài tháng nữa tôi đi được là tốt quá. Tôi cảm ơn cô Sunyo rồi, chương trình này rất là bổ ích cho dân cơ chúng, cho bất cứ ai trong đó có tôi nữa. Cảm ơn bác Yên. Cảm ơn chương này, thương xin cảm ơn bác Yên rồi con. Và đây là những bệnh nhân bị phỏng nữa bạn. Đấy, bác sĩ đang vừa chúng ta vừa cho uống bếp thai và vừa đắp bột bếp thai lên cơ thể và sự chuyển biến các bạn thấy trên màn hình nhé. Còn đây là bệnh nhân ung thư, đây sự chuyển biến đây. Đó. Đó. Bàn tay bệnh bàn tay nó sạch sẽ này, nó sạch sang bên đây này. Đó. Và nói đây các bạn thấy là cái tác dụng của cái sản phẩm kiểu kỹ bếp thai. Nhưng mà gì, ba sản phẩm đấy mình lấy giờ giới thiệu với các bạn đấy, mà khi chúng được kết hợp với nhau thì công năng của nó còn tăng lên gấp bội phần hơn là so với gì, hơn là so với dùng riêng lẻ từng sản phẩm. Vì sao lại như vậy? Bởi vì sản phẩm thứ nhất là làm sạch tạo môi trường, cân bằng dinh dưỡng, là làm sạch tạo môi trường của dinh dưỡng. À, nó cũng giống như là chúng ta xây dựng mà. Thì sản phẩm thứ nhất là gì? Là đến giải phóng mặt bằng, làm sạch, tạo ra môi trường mắc điện, mắc nước lên cho người ta làm. Đó. Và cân bằng lại dinh dưỡng là gì? Là cũng phải làm cái chỗ đó phải nó nắng quá rồi thì cũng phải làm cái nhà hoặc như làm cái chỗ mái che để cho công nhân nó ăn ở. Đó. Sản phẩm thứ hai là gì? Nó giúp cho cơ thể chúng ta ngăn chặn không cho cái ông thừa vào. Các bạn nhớ cái thừa nguy hiểm lắm nha, nhiều khi nó nguy hiểm hơn cả cái chất độc đấy. Vì sao? Bởi vì chất độc gan chúng ta tự đào thải, đương nhiên là nó không tuyệt đối. Gan là cơ quan là thanh lọc tốt, thanh lọc to nhất của cơ thể, lớn ấy. Nhưng nó phải nhận biết đây là chất độc thì nó mới cho ra. Nhưng còn cái đường ấy thì nó đâu có nhận biết chất độc đâu. Đường không nhận thức là chất độc, cho nên họ làm lại là nó dư. Mà nó dư vậy, nó sinh như vậy. Thì cái sản phẩm thứ hai là ngăn chặn những cái dư không cho vào nữa, và đốt dọn dẹp những cái nỡ dư rồi. Nỡ dư rồi thì để cho em thanh lọc nó. Đấy, nỡ dư rồi đấy, để cho các đường đi lại nối lại cho các bác nó thông thoáng. Tức là cho gì, cho tế bào nó thông thoáng, để cho gì, nó tăng cường quá trình trao đổi chất. Rồi xong hai cái bước rồi thì đến bây giờ các bác công nhân đi vào và xây dựng thì là sản phẩm thứ ba là tiểu phân tử bếp thai. Thì tiểu phân tử bếp thai ấy, nó sẽ vào, nó giống như cái anh công nhân xây dựng đấy nha. Công nhân xây dựng đấy, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta gì, nó giúp cho chúng ta là sửa chữa, phục hồi, tái tạo và làm mới tế bào. Như vậy các bạn thấy, cơ thể chúng ta mà đảm bảo được ba cái này thì tuyệt vời rồi, không còn gì để mà nói, đúng không ạ? Và khi các bạn ngồi trong phòng Zoom này, các bạn tiếp cận với chúng tôi thì các bạn còn được có một cơ hội biết cách sử dụng, chứ không phải là chỉ cứ mang về cầm là mà uống. Ví dụ như bạn uống 3 gói không bằng tôi uống 1 gói. Tức là cái cách sử dụng cũng là hòa ra một cái ly nước đó, cũng uống cũng cái giờ đó, nhưng mà tôi uống nó khác, bạn uống nó khác. Cái khác đó bạn không thể nào quan sát được, mà nó diễn ra ở trong cơ thể của tôi, nó diễn ra ở trong bộ não của tôi, nó diễn ra ở từng tế bào của tôi mà người ngoài không nhìn thấy. Thế thì các bạn còn có một cái cơ hội đấy, biết sử dụng như thế nữa, sử dụng đến cái đẳng cấp cao như này đấy. Cho nên ba sản phẩm mà mình mới chia sẻ với bạn nó là gì? Là bộ tam bảo, là ba cái bảo kiếm giúp cho cơ thể chúng ta về để bảo vệ trong sức khỏe. Và khi chúng hợp lại với nhau thì trở thành gì? Tam kiếm hợp bích. Và các bạn ngoài cái tam kiếm bích ra rồi thì các bạn còn được gì? Cái người chủ của gì? Ba thanh kiếm đấy, chủ ba kiếm đấy, sử dụng vận dụng cái bộ gì? Tam kiếm hợp bích này như thế nào để phát huy tối đa công lực của nó.
để sức khỏe tốt nhất. Ví dụ bạn Bích Ngọc đấy, u ác đấy, bạn Bích Ngọc đang ngồi ở trong phòng Zoom bị u ác đấy, bác sĩ Nhật Bản cũng phải nói thật là phải đầu hàng luôn. Nhưng mà gì, mới chỉ có ba sử dụng cái này thôi và được gì, được dạy cái cách sử dụng ba thanh bảo kiếm này. Rồi gì, giờ hết rồi, hết không phải là hết, hết mà này hết bệnh rồi, bán giờ còn đẹp nữa, khỏe nữa. Và chương trình mình chia sẻ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Và trước khi ngừng thì xin nhường mic lại cho giới thiệu cho đến đây có một một người rất là quan trọng, đó là giảng viên của công ty Matera, giảng viên Hồng Ngọc. Người nó có rất nhiều cống hiến và rất nhiều đóng góp và rất nhiều kiến thức về công ty Matera, về sản phẩm, và sẽ cung cấp cho chúng ta một số các thông tin về sản phẩm và những cái bằng chứng rõ nét, đặc biệt là những bằng chứng mà đã được các cơ quan ngôn luận mà người ta đã thừa nhận, người ta đã khuyến cáo. Dạ, xin mời lãnh đạo Ngọc. Vâng, Hồng Ngọc cảm ơn thầy. Từ đầu tới giờ trong cái cuộc chia sẻ của thầy, Hồng Ngọc đã nghe trọn vẹn, rất là thầy rất là nhiệt huyết. Và các kênh, trên các kênh YouTube, Facebook, các group về câu lạc bộ sức khỏe thì thầy đóng góp rất là lớn. Tất cả quý vị có mặt, các bạn, các y bác sĩ có mặt trong phòng Zoom, Hồng Ngọc xin gửi lời chào buổi tối, một cái buổi tối tràn đầy yêu thương bên gia đình mình. Và mượn đôi tay của các bạn hãy đưa lên những trái tim yêu thương. Cảm ơn chuyên gia lĩnh vực sức khỏe thầy Phạm Văn Yên của chúng ta đã có những cái giây phút nhiệt tình như thế này ở cái tuổi này, nhưng mà vẫn thường xuyên cống hiến để giúp đỡ nhiều người Việt trên toàn cầu thông qua phòng Zoom để được tận hưởng cái chương trình ý nghĩa giá trị này. Vâng, cảm ơn quý vị đã liên tục đưa những trái tim yêu thương lên. Thì trước khi đi vào cái lĩnh vực chia sẻ ngắn với 5 phút tại đây, cảm ơn thầy đã dành thời gian để cho Ngọc chia sẻ. Cũng bản thân mình xuất thân từ lĩnh vực ngành y, sinh ra và lớn lên ở tại Thái Nguyên, nhưng mà hiện tại Ngọc đang định cư ở Đài Loan. Cũng từng xuất thân trong ngành y và sau đó là cũng không có chuyên về làm trong bệnh viện nữa và sang Đài Loan học trường Đại học Mậu Dịch Quốc tế và sau đó đi vào lĩnh vực kinh doanh. Thì trong cái năm vừa rồi, trong những cái năm 2 năm trước thì khi mà biết đến được cái cơ hội này thì Ngọc đã từ bỏ cơ hội kinh, từ bỏ cái lĩnh vực mà làm chủ hai làng ẩm thực ở tại Đài Loan và bắt đầu toàn tâm vào đây để giúp cho cộng đồng người Việt trên toàn cầu có được cái cơ hội về sức khỏe, trải nghiệm cái sản phẩm này một cách là tuyệt đối, gần như là miễn phí. Gần như miễn phí, không có mất nhiều chi phí gì và chúng ta lại được tận hưởng một cái cơ hội mang lại cái nguồn thu nhập rất lớn ở tại nơi đây. Và đến bây giờ thì các bạn nhìn thấy trên màn hình của Hồng Ngọc thì các bạn thấy là Hồng Ngọc cũng là ok đúng không các bạn? Năm nay 41 tuổi nhưng tuổi trẻ tế bào chỉ còn có 23 tuổi. Đo cái cân sinh học đấy. Đó thì cũng rất là biết ơn khi cái sản phẩm và biết ơn những người thầy đã chia sẻ, những như thầy Yên vừa mới nói là biết cách sử dụng, có một quy trình để sử dụng. Và ở tại nơi đây thì Hồng Ngọc muốn nhấn lại gửi tới các bạn một cái thông điệp của ông chủ công ty Magic Life. Ông nói rằng là Magic Life ra đời giúp cho nhân dân toàn cầu xóa nghèo và bệnh tật. Các quý anh chị ha. Vâng, các bác sĩ và các chủ doanh nghiệp và các quý anh chị có mặt trên toàn cầu có thể là giúp ông Ngọc lưu lại, neo lại cái câu này. Thế thì làm sao mà làm được cái điều này giúp cho nhân dân toàn cầu xóa nghèo? Nghĩa là chắc chắn ở tại đây có một cái chế độ gì đó đúng không quý anh chị? Và xóa đi bệnh tật nghĩa là gì? Nếu như mình không có tiền thì làm sao xóa đi bệnh tật đúng không quý anh chị? Cho nên là gì? Trong cái câu này nó chứa đựng một cái chế độ giúp cho rất nhiều người có cơ hội lật mình và giúp cho nhiều người không có điều kiện có cơ hội tận hưởng trải nghiệm cái sản phẩm này. Thì trải nghiệm bằng cách nào? Nghĩa là nó có cái phương thức bí quyết, thì quý anh chị hãy inbox với người giới thiệu mình để được tận hưởng, để được biết được là chỉ cần 5 đến 7 phút mà chúng ta ngồi lại ở trong cái phòng Zoom kín thì các bạn sẽ được biết là mình trải nghiệm tận hưởng free như thế nào ha. Tất nhiên là gì, nó cũng cái gì cũng vậy, là nó phải có cái bí quyết, có cái chiến lược đi của công ty. Ok rồi, và tiếp theo nữa là đây là cái câu nói của ông chủ, Magic Life ra đời giúp cho nhân dân toàn cầu gần 8 tỷ dân xóa nghèo và bệnh tật. Và tiếp theo nữa là những câu nói của tỷ phú người Đài, thì họ có thu nhập 3,8 tỷ một ngày, cũng là giảng viên của Hồng Ngọc, thì họ thường xuyên cũng có câu nói, và những người lãnh đạo ở Đài Loan nói rằng là nhiệm vụ chúng tôi giúp cho nhân dân toàn cầu đem độc tố từ bên trong đưa ra bên ngoài, đem tiền trên toàn cầu cháy vào tài khoản.
Đó. Và họ còn nói một câu đối với Ngọc thì trong ngành y thì Ngọc thấy rất là bình thường. Họ nói một câu rằng là ai là người có lộ môn đều có thể có được đạt được cái cơ hội về ở tại đây, là mình tận hưởng cái nguồn thu nhập rất là vi diệu và cái sản phẩm của công ty. Thế thì những chỉ cần người có lộ môn thôi là chúng ta có được cái cơ hội tuyệt vời này. Ok, và bây giờ thì Ngọc nhìn thấy chị Bích Ngọc có ở trong phòng, và vừa rồi thầy Phạm Văn Yên có nhắc tới chị đúng không ạ? Và bây giờ thì chị Ngọc đang ở Nhật Bản nhưng mà cũng có ở trong phòng Zoom. Thì Ngọc được biết là chị ở trên kênh YouTube đi tìm một cái gì đó cho mình, thì trong cái tình cờ là biết tới ông Ngọc. Và bây giờ các bạn hãy đưa trái tim yêu thương lên chào đón chị Bích Ngọc, chia sẻ 2 phút về cái quá trình mà chị ở tại đây, chị đã được sử dụng sản phẩm thay đổi như thế nào. Vâng, em mời chị. Vâng. Xin chào, xin chào lãnh đạo Hồng Ngọc, Bích Ngọc cũng xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom tối hôm nay. Tôi là Bích Ngọc, định cư ở Nhật đã lâu năm. Trong rất nhiều năm tôi bị u tuyến giáp, ác tính đã từng đi mổ, dùng thuốc nhưng cuối cùng vẫn di căn vào xương đau nhất. Bác sĩ liên tục thay thuốc liều cao cho tôi, nhưng tôi vẫn âm thầm đi tìm con đường tự chữa riêng cho mình, chính mình rất may cơ riêng Chị trên tôi. biếu đó, là chị bị trong thời gian À, tôi chia sẻ đấy mấy năm ạ, mấy năm bị u biếu đó, u biếu ác tính đó, bao giờ đô ác tính đó, chị bị mấy năm ạ? à coi như là bị không biết bao nhiêu năm, mà coi như là phát hiện là coi như là trước khi mà bị thì không không có biết, nhưng lúc đó là coi như là đi tất cả bác sĩ trong bệnh viện là thử máu nó không chưa có phát hiện ra, thì nhưng Bích Ngọc cũng vẫn là bỏ qua, không không có đi chữa, không có tìm, thì mình cứ nghĩ là tại sao mình ốm, là coi như là cái mắt mình nó lại mở nên nhiều, không từ đó tới giờ là từ nhỏ tới lớn là không có biết mà coi như là u tuyến giáp ác tính như thế nào hết đó. Sau đó là cũng rất là dịp may thì làm một công ty đó là bị nó ngứa, nó dị ứng da, thì đi bệnh viện da thì ông bác sĩ ông nói tại sao cái cổ mày nó kỳ vậy, thì thôi đỡ tao thử máu cho mày, mà có chịu không? Thì lúc đó là Đức Ngọc cũng nói thôi ông thử máu giùm đi. Thì lúc đó là thử máu là khoảng 1 tuần là coi như là đến kết quả là bác sĩ nói là mày bị u tuyến giáp ác tính, thì bác sĩ chuyển tới bệnh viện lớn, thì nó rất là may mắn cỡ ra, thì nó rất là thời gian nó dài thì không có dịp mà cỡ được. Thì dịp đó là coi như là ông bác sĩ mới là đưa giấy, thì cái bệnh viện đó thì Bích Ngọc cũng không có biết bệnh viện đó nó nằm nơi nào, thì ông bác sĩ nói tôi chỉ mày, nhưng Bích Ngọc nói tôi không biết, vậy là thôi mày không biết thì tôi cơm vợ mày, vợ vợ tao chở mày đi. Thì lúc đó mà trên thế giới này hình như là bác sĩ không có ai mà nói đưa bệnh nhân mình mà tận tình đến đến bệnh viện hết đó. Thì lúc đó là chở ông vợ ông bác sĩ chở Bích Ngọc đến bệnh viện, thì từ A tới Z là làm giấy tờ cho Bích Ngọc hết tất cả, rồi sau đó là bác sĩ mới hẹn Bích Ngọc là khoảng 1 tuần sau là xuống chụp hình để coi như là À, biết kết quả như thế nào. cái giai đoạn bao nhiêu lâu thì nó ăn vào xương? Em thấy là chị có cái chụp chụp chiếu kết quả bệnh viện Nhật đó, là có là đã từng vào xương, thời gian bao lâu thì nó di căn vào xương? Đã mổ mổ thì Bích Ngọc đã mổ là 21 năm rồi, 21 năm mà, nhưng á là nó di căn vào xương là 6 năm về trước. À lúc đó 6 năm về trước là lúc đó là bác sĩ đã đổi thuốc rồi 1 lần rồi, thì sau đó là coi như là mới năm ngoái là đổi thơm nữa, nhưng nó dần 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 mà vẫn là uống thuốc tăng thuốc thơm chứ không có đổi. Thì nếu mà tăng thuốc thơm thì thêm một một loại thuốc vào nữa, thì coi như là mới năm ngoái là coi như là ngày 18 tháng 11 năm ngoái là coi như là bác sĩ nói bây giờ mày là cái xương, cái tủy xương của mày á
nó bị giảm xuống rất là nhiều. Nó rỡ bị gãy đó, bác sĩ nói vậy. Nhưng không phải là do mày ăn uống, là do cái u tuyến giáp của mày nó phát ra, chứ không phải là do mày ăn uống. Thì bây giờ là coi như là hiện tại bây giờ là trong bệnh viện á, thuốc nó không có. Thì mày sang năm á, là ngày 10 tháng 2 mày mới là có thuốc mới. Thì mới ngày 10 tháng 2 đây là vừa rồi là Bích Ngọc có bác sĩ có thay đổi mới thuốc cho Bích Ngọc. Thì lúc đó là coi như xuống là coi như là Bích Ngọc đã dùng cái ba tam bảo. Thì lúc đó xuống là coi như là vừa coi như là chụp hình rồi tới thử máu, kết quả là bác sĩ rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ, nói là tại sao mày chưa có đổi thuốc mà tại sao lại mày lại cái ưu tuyến giáp của mày nó lại giảm xuống như thế này. Thì trước kia á, là coi như là tháng 11, ngày 18 tháng 11 là Bích Ngọc đã thử máu ra là coi như là không 4.87. Thì sau đó là coi như là ngày 10 tháng 2 là coi như là thử máu kết quả xét nghiệm lại là còn 0.75. Thì bác sĩ nói bác sĩ là 0.75. Thì bác sĩ rất là ngạc nhiên, bất ngờ luôn, nói tại sao mày lại cái quy trình của mày, tại sao mày lại làm điều gì mà nó lại xuống như vậy? Dạ. Mày chưa có thay đổi thuốc mà tại sao nó xuống như vậy? Thì Bích Ngọc cũng không có dám nói là Bích Ngọc uống cái ba tam bảo, tại vì ở bệnh viện thì nếu mà mình nói ra thì nó cũng rất là khó khăn cho mình, và hoặc là bác sĩ nó người ta hỏi ra nhiều cái làm cho khó khăn cho mình. Thì Bích Ngọc nghĩ vậy là thôi, nghĩ rằng là chị nghĩ quá nhiều thôi, chứ thực ra thì Ngọc nghĩ là bởi vì tôi nhờ cái này đó cho nên là tôi có sự thay đổi. Và có khi là thực ra cái này thì nếu như mà ngày hôm nay chị gặp được một cái phương thức tốt mà bác sĩ còn đang giúp, đang chăn trở băn khoăn, đang phải cấp cứu hay là đang phải chăn trở chở mình với nhiều ca nặng hơn như chị, hoặc là đang như chị hoặc nhẹ hơn như chị, người ta còn chưa tìm thấy con đường, thì em nghĩ rằng đây là một cái phương thức tốt. Chị có thể nói nhá chị ha, thoải mái, bởi vì đã cái này đã hợp pháp và đã nhận được 18 cái nhà nghiên cứu sinh trên toàn thế giới đạt cái giải Nobel rồi, và đưa vào bệnh viện Singapore, rồi bệnh viện Đài Loan, rồi bệnh viện Trung Quốc, rồi Malaysia, cho nên là cái này nó là hợp pháp. Thì em nghĩ rằng là do cái sự cái suy nghĩ của chị thôi, thì chị cứ thoải mái, nếu như có cơ hội thì chị có nói đây là tôi nhờ cái này. Ok chị, một cái có thể nói là một cái cuộc chuyển đổi về sức khỏe mà tưởng chừng như đến bác sĩ phải bó tay, đúng không quý vị? Vâng, và quý vị hãy cảm ơn chị Bích Ngọc đã chia sẻ một cái sự thật là diễn ra với mình, cái sự chuyển đổi là rất là chuyển đổi rất là lớn ở tại đây. Các bạn đưa những trái tim yêu thương lên cảm ơn chị, và thay vào cái lời cảm ơn mở micro thì quý anh chị hãy đưa những trái tim yêu thương lên cảm ơn sự có mặt của chị ở tại nơi đây, và chị đã chia sẻ những cái sự thực tế, và Hồng Ngọc đã được nhìn thấy những cái chỉ số mà chị đã chụp mà do bệnh viện ở bên Nhật đó, bệnh viện bên Nhật đã chị đã chuyển vào trong nhóm. Ngày hôm nay thì không có tiện, không có chuẩn bị đưa ở đây. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ha chị. Chúc chị là luôn có một cuộc sống vui và lan tỏa cái cơ hội này đến nhiều người. Và như ông Ngọc biết được là chị đã giúp được cho người nhà mình bên Mỹ biết đến được cơ hội này, đúng không chị? Đúng rồi. Rất tuyệt vời, ok. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là ông Ngọc muốn mời một chị nữa, là hình như là chị này được biết là trước khi mà chưa đến với cái sản phẩm thì chị là một người đã huyết áp cao và đang làm việc định cư ở tại Mỹ. Vâng, và bây giờ Ngọc nhìn thấy chị Tâm Vũ đã có mặt ở tại trong phòng Zoom. Vâng, chị Tâm ơi, chị có rảnh không? Và chị có thể, Ngọc đã nhìn thấy chị ở trong phòng, và chị có thể tiện đây là dành chút thời gian để tâm sự về cái sự chuyển đổi của mình khi mà chị được tiếp cận với bộ tam bảo ở tại nơi đây. Vâng, em mời chị. Tất cả các bạn đưa những trái tim lên, và một lần nữa chúng ta cũng cảm ơn người chia sẻ tiếp theo nữa là chị Tâm Vũ. Vâng, mời chị. Dạ, em xin chào các anh chị cũng như các quý vị cũng như thầy ở trên Zoom hiện tại hiện bây giờ. Thì em là cái người cũng không phải là em ít khi nào mà em cũng có cái tánh là em cũng ít khi nào nghe lời ai lắm. Giờ hình như là cho đến 44 năm nay, năm nay em 44 tuổi rồi, thì ngoại trừ là
khi mà em bị bệnh cao huyết áp thì em mới bắt đầu đi bác sĩ thôi, còn em cũng ít khi nào uống thuốc hay là dùng những cái thực phẩm chức năng lắm, bởi vì em không có, em sợ lắm, tại vì em không có biết là nó có good hay không này kia ấy. Nhưng mà sao mà nhiều năm em làm việc á, thì em bị mất cân bằng á, về sức khỏe, và em cảm thấy là cái năng lượng của em nó không có nữa, cộng thêm và em thấy cái sự thay đổi của sức khỏe của em, đó là em thấy em có huyết áp, nhưng mặc dù em có huyết áp, em uống thuốc nhưng mà nó vẫn không khỏe, nó không vẫn không đỡ, và cứ uống như vậy ngày này qua ngày khác, đi tái khám thì cũng chỉ có là như vậy thôi. Rồi bắt đầu lại nó sinh thêm một cái bệnh nữa, đó là bệnh bệnh gọi là bệnh đau bao tử, gọi là người nam na dân gian mình gọi là đau bao tử, còn người ta thì bác sĩ thì gọi là trào ngược dạ dày đấy. Thì nó ảnh hưởng đến cơ thể của em rất là nhiều, và cái thần thái của em không có, lúc đó em nhìn em già nua, mà nhìn con người mình nó thấy mình nhìn lại cái hình cũ mình còn thấy sợ nữa. Thế thì các chị ở trong quen biết đó, thế chị mới giới thiệu em vào cái Zoom của thầy Yên. Lần đó là thầy Yên nói về thận, thì em mới nói trời ơi, những cái kiến thức này hồi xưa giờ thực sự mình chỉ lo đi học những cái nghề nghiệp chuyên môn, lo kiếm tiền không à, nhưng mà thực sự về chăm sóc sức khỏe đường ruột nó không biết một cái gì hết, về thận, về cái sự kết nối trong cái nội tạng bên người, trong bên trong của mình hầu như mình không biết, và mình đang tàn phá cơ thể mình mỗi ngày nhưng mà mình cũng không nhận biết luôn. Mình có thật sự đối với em thì em sống ở Mỹ thì tài chính kinh tế em là có, em không giàu nhưng mà nói chung là khả năng em có thể là có cái khả năng để mà chăm sóc, nhưng mình không hiểu, mình không biết, mình không chăm sóc khỏe mình đúng. Thế là mình đã lòi ra bệnh tật rất là nhiều, mình mất năng lượng, và những cái kết quả trong công việc của mình nó cũng ảnh hưởng luôn. Thì em rất là may mắn em vào được cái phòng Zoom của thầy Yên lần đó, do một người chị bạn á, là chị Phúc Ngọc Danh, chị chia sẻ cho em á, thì em mới tỉnh ra. Ôi chết rồi, nếu như vậy mình không tìm kiếm, mình không đi tìm kiếm giải pháp, dùng cái gọi là giải pháp, thì á, là lâu dần mình sẽ bị bệnh thận. Vì theo em biết, uống thuốc huyết áp nhiều á, sẽ bị hại thận, mà khi mà bị bệnh thận thì sẽ những cái bệnh khác liên quan nữa. Thì vào đó thì em nghe được bộ ba tam bảo của Magic Slide, đó là peptide, và em lúc đầu thì em thấy các chị chuyển đổi, em thấy em quá ngạc nhiên luôn. Thế thì em mới bắt đầu dùng và em thấy rất hiệu nghiệm đối với em, nhất là cái ngành nghề của em nữa, là ăn thì không có thời gian ăn, mà ăn thì phải nhai, nếu mà đã không nhai thì thôi đừng ăn. Nhưng bởi vậy bây giờ em thấy peptide là em thấy nó rất là hỗ trợ em trong công việc luôn, là khi nào mà em ăn không được, em đói mà em bị mất năng lượng, em chỉ cần uống vào một gói peptide thôi là nó cho em một cái năng lượng. Tại vì theo em hiểu thì thực phẩm chức năng ở trên thị trường rất nhiều và rất là tốt, không phải gì riêng peptide. Nhưng tại sao em thích peptide? Bởi vì nó được làm từ cái công nghệ tiên tiến nhất, và nó có cái độ thẩm thấu nhanh vào cơ thể. Có những sản phẩm mình uống mất hàng tháng thì nó mới thẩm thấu nhanh, nó mới có tác dụng, bởi vì cái sự thẩm thấu của nó quá chậm. Nhưng mà với cái peptide thì nó thẩm thấu vào tế bào mình nhanh hơn. Tại vì theo em hiểu á, em cũng biết về nước. Nước cũng vậy, nhiều khi mình uống mà mình không biết uống đúng cách, và mình uống nước nó cũng có dead water nữa. Mình uống không đúng á, thực ra mình uống để giải khát như cái lúc đó thôi, nhưng mà thực ra tế bào mình nó cũng không tiếp nhận được. Cái quan trọng là cái sản phẩm nó giúp cho những cái tế bào mình nó tiếp nhận nhanh chóng, chứ nhiều khi mình uống cả đống tiền nhưng mà nó đi ra hết trơn, nó không có vô trong cái tế bào. Đấy là cái điểm quan trọng, đó là cái điểm quan trọng của cái sản phẩm, và em rất là happy, và em nghĩ là nó rất cần thiết cho em cũng như là công việc của em. Tại vì khi em có sức khỏe rồi, mọi thứ sẽ được cải thiện hết, từ cái hạnh phúc bên trong, năng lượng. Mình có năng lượng thì công việc mình mới có kết quả được. Còn như
làm tới cuối ngày, trời ơi, nhìn không còn năng lượng nữa, có những cái vấn đề. Vậy thì em, đó là cái kinh nghiệm trải nghiệm của em, à, thì em chỉ chia sẻ lại như vậy thôi. Vâng. À, còn các chị em lúc nào cũng biết ơn câu lạc bộ. Dạ. Vâng. Cảm ơn chị Tâm Vũ rất là nhiều, và với cái sự thay dạ, đổi em xin hết ạ. Rất là rõ, à, khi mà chị Tâm Vũ ngồi trong phòng lần đầu tiên Hồng Ngọc được nhìn thấy, lúc đó là da của chị rất là xám. Rất là xám, không có cái độ sáng và nó còn sệ xuống, nhưng bây giờ thì thon gọn sáng hẳn ra. À, vâng, à, quý anh chị có mà trong à, em cho em cũng xin nói với các anh chị là em, cái bệnh đau dạ dày của em hiện giờ không còn nữa nha, không còn nữa. Ồ, quá tuyệt vời. Em không có, bởi vì con người của em á, em sống là phải bằng tâm, nếu mà em nói cái gì mà để mà ca ngợi ca tụng, nó không phải là con người của em. Em nếu em ca tụng mà để hại, lỡ thì mình nói không đúng. Nó không đúng là người ta có cái gì người ta trên, mình lại mang cái tổn, cái phúc của mình. Thì cái trải nghiệm của em là, đối với em là nó có hiệu quả, à, nó có hiệu quả, nó có cái kết quả rất là mỹ mãn. Em rất là hạnh phúc và em vẫn đang uống, là hiện giờ em đang uống một cái ly táo. Oh. Nước táo đây. Dạ, em dùng đây, em đang dùng cái bộ ba tam bảo, em dùng hết. Dạ. À, cảm ơn chị chia sẻ một cái, những cái lời chia sẻ rất thật thà, rất là dễ thương, mến thương, đúng không quý anh chị? À, rất là thật thà, à, cảm nhận được từ trong tâm của chị, à, gửi tới cộng đồng người Việt ở trong Zoom ngày hôm nay, à, với những cái sự nhận biết, cái trải nghiệm của mình là nó rất là hiệu quả và có thực. À, vâng, à, biết ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị, chúc chị là ngày càng trẻ đẹp hơn, à, chị Tâm Vũ ha. À, vâng. À, và bây giờ Ngọc sẽ gửi tới đây, với cái thời gian cũng có hạn, à, chia sẻ ngắn với các bạn là đây là những cái kênh truyền hình mà Ngọc đang định cư ở tại Đài Loan. Thì kênh truyền hình này cũng lên, à, liên tục lên, à, các bạn quý anh chị nhìn thấy không ạ, à, lên kênh truyền hình Y Bác Sĩ cũng đồng hành cùng với Hồng Ngọc đó, và bác sĩ thì viết sách, à, và đây có rất nhiều những cái nhân chứng sống, à, và các bạn thấy là ca sĩ nổi tiếng ở Đài Loan cũng được chuyển, cũng chuyển đổi nhờ cái sản phẩm này. Các bạn, các quý anh chị nhìn thấy chưa, đây là cái chữ tiếng Trung, à, đây là táo, đây là dịch ra là táo, à, tế bào gốc sơ táo, à, phính của canxi bao, à, để cho tôi trẻ đẹp, nghĩa là, à, tế bào gốc sơ táo nhân sâm đã cho tôi trở lại tuổi thanh xuân. Ở cái đoạn dưới đây là câu cuối, à, câu cuối này đó. Và 18 nhà nghiên cứu sinh khi nghiên cứu về peptide, à, thì đã đều đoạt giải Nobel và đưa ra một kết luận rằng con người không có sức sống nếu như thiếu peptide. À, và còn rất là nhiều những cái sự chuyển đổi, à, những sự chuyển đổi, và thì các bạn cũng đã được nhìn thấy, và đây là quý nhân giới thiệu Ngọc đến với sự nghiệp này, từ một cơ thể như này mà chuyển đổi ngoạn mục về đây trong vòng thời gian 3,5 tháng, à, các quý anh chị, à, thấy rõ không ạ? Đó, 3,5 tháng đó, rất là gì, còn nhiều nữa, còn rất là nhiều đó, nhân chứng là Ngọc cũng đi chụp ảnh cùng với những người đã chuyển đổi như thế này, đó, từ một bà thím chuyển sang tiểu thư. À, vâng, và bây giờ thì cũng là cái thời gian có hạn, và với những người đã được đang trải nghiệm tận hưởng thì ai cũng có sự thay đổi rồi, à, và hoặc đặc biệt là với người chia sẻ những, thường xuyên đồng hành với câu lạc bộ, đó là chuyên gia lĩnh vực sức khỏe thầy Phạm Văn Yên, thì có một sự chuyển đổi ngoạn mục ngày lần sau, à, hy vọng rằng thầy đưa cái hình ảnh trước và sau của thầy thầy ha, à, lần sau thì rất là mong muốn là thầy đưa cái hình ảnh trước và sau của thầy lên để cho cộng đồng được biết thấy cái sự thay đổi của thầy. À, vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta xin dừng ở tại đây. Vậy làm thế nào để quý anh chị có được những cái trải nghiệm mà giống như ở trên cái hộp này? Đây là cái hộp sản phẩm quý anh chị ha. Hộp sản phẩm này ông ghi rất là rõ. Ông Ngọc lấy một cái hộp này, bởi cái này đã bóc ở bên người bề ngoài, và lấy cái hộp này để nói chia sẻ cho các bạn. Đó là công ty không có bán, không có bán ra bên ngoài. Đó là nghiêm cấm bán ra bên ngoài, chỉ có trải nghiệm thôi, tặng cho hội viên trải nghiệm. Ông Ngọc lấy cái hộp này, nó có cái, à, bên ngoài vẫn còn nguyên thì sẽ còn cái để cho các bạn nhìn thấy ha. Rồi. Ok. Quý anh chị nhìn thấy chưa? À, đến cái tờ này. Đây. À, cái dòng chữ rất là nhỏ. À, công ty ở tại Singapore. Thì Singapore tiếng phổ thông vẫn là tiếng Trung. Ha, vẫn là tiếng Trung. Cho nên là gì, cái bell này rất là nhỏ ở đây. Nói ra là đây là tặng phẩm nghiêm cấm bán ra bên ngoài, dịch ra tiếng Việt là như vậy. Đó, chỉ là gì, khi mà chúng ta được trải nghiệm thì chúng ta vào ID.
Và cái ID và cái hội viên thì khi đó thì công ty sẽ gửi tận nhà chúng ta trải nghiệm chứ không bán ra bên ngoài. Cho nên là ở tại đây là thì chúng ta không có bây giờ nói là gì thế tốt, tôi mua bên ngoài, thực sự là bên ngoài thì có rất nhiều những cái hàng giả nhái thì chúng ta nếu là Hồng Ngọc Hoàng không sẽ không có đi theo cái hướng đó. Và tất nhiên thì ở tận gốc đúng không ạ, tận phía công ty gửi về cho mình thì vẫn an toàn hơn. Cho nên là làm thế nào để chúng ta có được cái trải nghiệm này và cái điều tuyệt vời tại nơi đây và để cho mình trải nghiệm trọn đời, chứ còn không phải là dùng lấy 1 tháng 2 tháng hết thì chúng ta đấy không phải là cái chiến lược mà câu lạc bộ giúp cho cộng đồng người Việt thường xuyên chia sẻ những cái điều này lên, mà câu lạc bộ sức khỏe thường xuyên giúp cho cộng đồng người Việt làm thế nào có được chiến lược để cho các bạn quý anh chị trải nghiệm sản phẩm này mà không cần phải tốn kém, giống y như là cái khẩu hiệu thông điệp của ông chủ gửi tới cộng đồng người Việt, đó là xóa nghèo, giúp cho cộng đồng nhân dân toàn cầu xóa nghèo và bệnh tật ở tại nơi đây. Vâng, đây là cái sự chia sẻ ngắn của Ngọc gửi tới quý anh chị. Vâng, và bây giờ không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa, và Ngọc lại nhường lại micro này cho MC. Chúc các bạn, chúc quý anh chị có một buổi tối vui, tràn ngập tình yêu thương, và chúc mừng cho quý anh chị đã tiếp cận được tới cái bộ tam bảo thần kỳ vi diệu này. Và đây chính là cái một cái cơ hội để cho mình không cần phải lo mình khi nào mắc bệnh, khi nào cháy nắng trở trời, đúng không ạ? Khi nào thì nó phát bệnh ra. Thì khi mà mình đã có được cái bộ tam bảo này rồi thì giống như thầy Yên chia sẻ là mình được cơ thể mình được tắm rửa thường xuyên từ cấp độ tế bào, đúng không quý anh chị? Đấy là được làm sạch từ trong, từ cấp độ tế bào thì không còn cái chứng bệnh nào nó tồn tại ở trong cơ thể nữa. Vâng, và bây giờ Ngọc sẽ nhường micro này cho Nguyễn Hứa. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị và các thầy và các y bác sĩ, các chủ doanh nghiệp đã lắng nghe những sự chia sẻ của Ngọc. Vâng. Em xin cảm ơn chị Hồng Ngọc. Yeah, hôm nay là một buổi chia sẻ rất là ý nghĩa. Và em cảm ơn thầy Yên rất là nhiều đã chia sẻ đến cho tất cả mọi người hiểu biết thêm về bộ ba tam bảo cũng như công năng và công dụng của chúng. Và vâng, xin một lần nữa thì em xin chúc mừng tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay, là các bạn đang tiếp cận tới một xu hướng mới của thời đại, và hãy cho phép mình nắm bắt cơ hội tuyệt vời này. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và ở lại trong tới giây phút này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Quý anh chị và những người thầy của chúng ta ở những cái Zoom cống hiến ở lần sau nhé. Vâng, và bây giờ cũng là muộn rồi và chúng ta hôm nay chắc là không có chương trình hát nữa đúng không MC? Và chúng ta có thể kết thúc phòng Zoom ở tại nơi đây. Vâng, nếu như ai có vấn đề gì muốn được trải nghiệm, muốn được tiếp cận và để được thay đổi về sức khỏe và cái nguồn thu nhập cho mình thì đây chính là cái cơ hội nhân văn vĩ đại nhất để cho bạn lựa chọn và tìm hiểu sâu bên trong thêm vài phút nữa. Vâng, Hồng Ngọc xin cảm ơn tất cả những người thầy và những y bác sĩ, những chủ doanh nghiệp, và cảm ơn MC. Vâng, hẹn gặp lại các bạn ở những lần Zoom lần sau. Bye bye. Gặp lại mọi người ở những lần Zoom kế tiếp. Bye bye. Have a nice day. Yes.